bữa nay giá nào cũng phải đi hết để vệ tinh chứ còn cứ để lòng thòng nén. Hôm trước mình tới đâu rồi có bị còn nhớ không? Hôm trước mình giảng tới đâu có bị còn nhớ không? Sukhato puri sadam sarathiya, hôm tới chỉ đi vượt trường phu được rồi. Trời đã dạy niệm Phật, niệm Phật cứ biết bao nhiêu hồng danh mà cứ để niệm Phật làm sao? Puri sadam sarathi, đúng rồi, puri sadam sarathi, điều ngự trượng phu. Điều này có, nó điều này nó cho biết rằng quý vị không có, một là không có theo dõi, hai nữa là các vị cũng quên sạch sẽ rồi, quên sạch sẽ. Mà nếu mà như vậy đó thì nó không có cần thiết để mà chúng tôi có nói rõ nữa, thì bây giờ chỉ trong vòng, nếu mà học cái kiểu này thì trong vòng 3 giây là hết bài kinh này, nha. Ok, nó là tùy duyên thôi. Chứ có lúc ngay cả Đức Phật á, mà có lúc ngày giảng một cái đề tài 3 tháng, nhưng mà có lúc là ngày chỉ nói một câu thôi, một câu thôi. Rồi do cái người đối diện nghe, đối diện hơn có cái chuyện đó đối với họ nó đủ rồi nha. Ok, như vậy thì cái cách học của các vị như vậy chắc là đã là một gợi ý lớn cho tôi. Gợi ý lớn cho tôi để tôi giảng theo cái kiểu mà tốc độ ánh sáng nghe. Rồi 1, 2, 3. Điều ngự trượng phu là thay vì người ta đó, cái chữ sarathi là người đánh xe đó, là người ta chỉ điều khiển con bò, người ta điều khiển con ngựa, hoặc là điều khiển con chó thôi. Thì ngài điều khiển huấn luyện cả con người nữa, cả chư thiên và nhân loại nữa. Chứ không chỉ riêng về những con thú như là những người đánh xe mà mình thường nghe thấy trong đời này. Ví dụ như có những người này nhìn họ, người biết rằng là họ phải được nghe cái điều ngọt ngào này nè thì họ mới khá được, chứ nói mạnh nói cứng quá thì họ chịu không được. Rồi còn có người đó thì người biết rằng là nếu không nói cứng thì họ không giúp được họ. Rồi có người người biết rằng là phải cho họ đi xuất gia, hôm nay họ không được gì nhưng mà ngày mai ngày mốt họ sẽ được. Rồi còn có người đó thì người thấy rằng là phải nói nhiều về một cái pháp tu đặc biệt rồi đó. Có người gặp người nói về bố thí, có người nói về giới, có người nói về thiền định, có người nói về trí tuệ. Có người thì người gặp họ là người chỉ nhắc nhở về đời sống cư sĩ thôi. Có người gặp họ là người đề cao, người tán thán về đời sống phẩm hạnh xuất gia, tùy người. Thì cái khả năng đó được gọi là điều ngự trượng phu. Và từ chúng ta cũng biết rằng là có trường hợp thì cái chữ vô thượng sĩ đó để gọi là kể chung với cái hồng danh như là điều ngự trượng phu. Có lúc là người ta tách riêng ra, cái này tôi phải nói rõ nha, có lúc người ta kể chung, có lúc người ta tách riêng. Có chỗ thì cái chữ vô thượng này nó là một danh từ, nó là một danh từ. Còn có lúc thì cái chữ vô thượng đó, nó là tỉnh từ. Chỉ vậy thôi, nhắc chừng nó cho các vị nhé. Thì hồi nãy tôi có nói là bây giờ nếu mà học cái kiểu như quý vị rồi quên sạch sẽ như vậy thì tôi chỉ còn có cách tôi đưa giảng nhanh thôi. Rồi tiếp theo đó là thiên nhân sư. Một khi mà ngài là người có cái khả năng mà hướng dẫn, mà dạy dỗ muôn loài theo đúng cái khuynh hướng, cái căn cơ của họ như vậy, thì đương nhiên ngài là bậc thầy của ba cõi, là đấng cha lành của tất cả chúng sinh. Thì trong trường hợp đó ngài được gọi là thiên nhân sư, là thầy của trời và người. Thầy của trời và người. Cái này mới nghe qua thì thấy nó dễ, mà thật ra nó khó chứ không dễ. Là tại vì chúng ta biết đó là chư thiên ấy, trong kinh nói chư thiên ấy, họ sống lâu lắm. Chư thiên mà từ cõi đau lợi đó lên, họ sống rất là lâu. Và cái thân tướng của họ nó cũng cao lớn gấp nhiều lần cái nhân loại, sống lâu hơn, thân tướng cao lớn hơn. Họ cái đời sống của họ nó, nếu mà nói về cái phúc lạc, nói về cái
cái sự hưởng thụ đó nó gấp triệu lần cái đời sống của nhân loại. Chỉ cần mình nghĩ một chuyện đơn giản thôi là họ có thể đi ngay về gió, và cái cơ thể của họ hoàn toàn nó không bị lệ thuộc vào những cái điều kiện vật lý, chẳng hạn như sức hút của trái đất, ví dụ như vậy. Họ không bị, họ không bị ràng buộc bởi bất cứ một cái giới hạn nào như là loài người. Loài người mình nó ví dụ như là cái chiều cao của mình nó cũng ảnh hưởng cái sinh hoạt của mình, cái trọng lượng của mình nó cũng ảnh hưởng sinh hoạt của mình, rồi cái điều kiện sức khỏe của mình, rồi cái trình độ văn hóa giáo dục của mình, khả năng suy tư của mình, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó nó ảnh hưởng rất là lớn đối với cái chuyện sinh hoạt của mình nha. Trong khi đó đối với cái chư thiên họ không bị cái đó, họ chỉ là những làn khối thôi. Cho nên là họ sống lâu hơn, thân tướng họ đẹp hơn, đời sống họ hạnh phúc hơn. Thì với tất cả những cái hơn này nè, người ta không có được những cái tâm tình của nhân loại. Hãy nói như vậy, cách nghĩ của người ta về cuộc đời này nó không giống như nhân loại. Bây giờ các vị tưởng tượng một tháng mà các vị có mấy trăm ngàn đô la, người thì không bệnh hoạn gì hết, tuổi tác thì dưới 30, có một cái bằng đại học, một tháng vô mấy trăm ngàn. Thì cái chuyện mà quý vị đi chùa mà gặp tăng ni mà coi như là cúi đầu, tôi thấy hơi khó. Bởi vì mình chỉ cúi đầu trước cái người nào mà mình thấy nể thôi. Còn bây giờ mình đang hưởng đã quá thì cái chuyện mà tu hành nó cần thiết. Mà nếu mà cái chuyện tu hành nó không cần thiết thì mấy cái người mà không có tóc rồi, nó cũng không có gì để mình bận tâm. Tại sao đi được một cuộc cái vòng xa như vậy? Tôi muốn nói rằng là khi mà mình chỉ mang thân nhân loại đó nha, mà có một điều kiện sống hoàn hảo ấy, là mình đã không bận tâm gì những cái vấn đề tâm linh, những đời sống tinh thần, thì nói chi là chư thiên. Ấy vậy mà, Đức Phật vẫn có cách, vẫn có cách phải kéo họ về với thực tế, để nói như thế nào đó mà cho họ thấy rằng toàn bộ cái mà họ đang thỏa mãn, đang hài lòng, cái đó giải không được. Đừng tưởng cái đó là lâu bền nha, chỉ với một cái khả năng như vậy đó thì phải nói là chỉ có bị chánh đẳng nhân vật. Tôi nhắc lại, là nãy giờ tôi nói giống như lạc đề đó, tôi nói về chư thi, về những con người á, tôi nói đời sống của một con người á, đời sống chư thiên. Thì cuối cùng tôi mới quay là tôi nói rằng cái chuyện mà làm thầy của chư thiên mà nhân loại nó không phải dễ. Đừng có tưởng là dễ, đừng có tưởng là mình có thần thông, mình có thiền định, mình có giới hạnh là mình làm thầy người ta được. Không có được, không phải đơn giản như vậy. Có biết bao nhiêu vị A-la-hán cũng có lục thông như vậy, nhưng mà không được gọi là thiên nhân sư đâu. Là bởi vì các vị có thể nhìn thấy rất là nhiều chuyện, nhưng mà những cái chuyện đó đem vào ứng dụng trong thực tế đó thì chưa chắc. Không biết tôi, quý vị còn nhớ cái điều tôi, cái ví dụ mà tôi nói tôi 1 triệu lần ở trong cái room này hay không? Tôi ví dụ như bây giờ tôi, tôi biết rõ về cuộc đời của quý vị ha, tôi rõ lắm. Ngay cả mẹ con á, mẹ đi mẹ con thì hiểu nhau dữ lắm. Biết thằng con của mình á, là nó đã từng đi những chỗ như vậy, nó đi, đã đi 80 quốc gia rồi, nó nói được 15 thứ tiếng rồi, nó đã ăn bao nhiêu thứ thức ăn rồi. Nó thích món này, nó ghét món kia, biết hết về con. Nhưng chiều nay mà muốn nó bảo cho con mình nó ăn một cái món gì đó, mà nếu không hỏi nó, thích món gì, mà chỉ ngồi mà tưởng tượng nó được một món mà mình nghĩ được vừa ý cho nó ăn, chỉ một món ăn thôi, có thể tưởng không biết tôi nói cái tưởng nghe kịp không? Mình biết rõ con mình, biết rõ hết, mình sanh ra đó mà, mình biết là lớp 1, lớp 2 nó học ở đâu, rồi trung học nó học ở đâu, đại học nó học ở đâu, lớn lên nó hàm nghề sĩ, luật sư ở đâu, nó đã đưa những nơi nào, nó thích ăn cái gì, mình biết hết. Nhưng mà chiều nay nè, mình nếu không hỏi nó, thì vì mình làm sao để mình có một món ăn mà nó thích đi. Các vị đừng có tưởng, mình tưởng con mình nó thích ăn phở rồi mình cứ đè nó ra, nó ăn phở hoài là sai, sẽ bé. Để có những ngày, những cái thời điểm nó không thích ăn phở mà nó chỉ muốn ăn bánh ướt thôi, ăn bánh cuốn thôi, yeah. Rồi có những ngày nó khùng lên, nó không muốn ăn cái món đồ Việt Nam, nó khùng lên nó muốn ăn một cái món ăn của Nam Mỹ, của Bắc Âu, mà chỉ có một cái trong một cái thời điểm đặc biệt nào đó thôi.
Cho nên chỉ trong chuyện ăn uống thôi đó là mình đã thấy nó khó rồi, nói chi là người đời sống tinh thần. Trong khi mấy vị A-la-hán này có thể biết rõ rằng mình á, ngài nhìn cái mặt của mình á, là ngài biết rằng mình đã là tu hành nó là nhiều kiếp, ngài biết mình là trong nhiều kiếp mình từng tu thiền, mình từng học A Di Đà, ngài biết mình là người nhiều đức tin, nhiều trí tuệ, ví dụ như vậy, ngài biết hết. Nhưng mà cái vấn đề trước mắt là chiều nay đây nói cái gì cho mình nghe đây, cái khổ chỗ đó, đó chiều nay nói cái gì. Ngài biết là mình rất là ranh, giống như một người mẹ biết con vậy đó, tôi ví dụ vậy đó, một người mẹ hiểu con, hiểu tới nơi tới chốn. Nhưng mà bây giờ khổ chỗ là chiều nay nói cái gì trong cái buổi họp mặt này nè, trong cái lần gặp gỡ này này, nói cái gì cho nó nghe đây. Hả? Chịu thua rất là khó. Trong khi vị chất đẳng giác thì khác, ngài nhìn cái lỗ mũi của mình là ngài biết mình muốn cái gì, và ngài biết rằng trong là hàng triệu cái kiếp tu hành của mình, mình thích nay rồi thích cái này, mai rồi thích cái kia. Tuy nhiên cái gì nó thật sự là cái tử quyệt của mình, chọc cho nó một cái là phiền não nó sụp xuống hết. Ngài biết rõ này, mà cái người có khả năng như vậy đó được gọi là thiên nhân sư. À, thiên nhân sư, cái người mà có khả năng như vậy đó được gọi là điều ngự trượng phu, là như vậy đó. Tức là có khả năng dạy người khác và có khả năng làm thầy người khác đó. Có khả năng điều khiển, điều chỉnh người ta, giúp đỡ người ta một cách là đúng mức nhất. Cái người như vậy đó được gọi là điều ngự trượng phu, cái người như vậy đó được gọi là thiên nhân sư. Ok, rồi bà con đọc thêm ở trong Thanh Tịnh Đạo nha, chương 7 Thanh Tịnh Đạo hả, bản dịch của Ni Sư Lý Hải hả. Chứ còn bây giờ cái bây giờ đâu đây nó cái gì cũng có hết, mà cứ bắt nó lại là sao, chỉ học kiểu quý vị thì nó cũng phí quá đó. Ok, rồi tiếp theo là cái hồng danh là Phật, cái chữ Bích Thô. Từ kia có rất là nhiều kiểu mình ấy, là mê những cái hồng danh như là A La Hán nhé, Bích Thô ấy. Hai cái hồng danh này là rất là phổ biến trong giới Phật tử Việt Nam. Mà khổ một chỗ là mình niệm giống như là ngoại đạo, ở điểm là làm thiền chỉ thì không ra thiền chỉ, mình thiền quán thì không ra thiền quán. Thì chúng ta thấy rằng thiền quán là dứt khoát không có niệm Phật rồi. Rồi như vậy thì cái kiểu niệm bút thô là á ra của mình đó, được thiền quán mà không phải là còn thiền chỉ. Thiền chỉ mà cứ mà lấy cái chữ đó ra mà đọc hoài đó thì tôi không biết quý vị đã được tuyên truyền như thế nào, tôi không biết. Là chỉ con đọc như vậy thì nhất tâm bất loạn thì tùm lum tà la, nhưng mà thật ra nó đọc mà không hiểu gì hết. Mà nếu mà không hiểu gì hết thì nó giống như là mình niệm, mình cứ niệm ăn cốc sòi ổi mận chôm chôm nhưng chứ không có gì hết. Mà cái quan trọng ở đây là mình niệm hiểu ý nghĩa nhé, mình mới niệm mình hiểu ý nghĩa. Nhưng trong Thanh Tịnh Đạo nói kinh bài trước mắt mà không chịu đọc sợ kinh cắn, đó là khuynh hướng của phần lớn Phật tử, sợ kinh cắn không dám đọc. Thà là đội gạo lên chùa nuôi tăng ni phán cái gì thì nghe cái đó hơn, thì mà ông phán đúng mà xui, mà ông phán tào lao, phán theo tư ý ráng chịu. Nhưng mà đặc biệt là không có dám vô kinh, sợ kinh cắn. Tâm sự đổ hết cho tăng ni, nhờ tăng ni đọc sách xong rồi phán lại cho mình nghe. Coi như mà ông cho uống nước một thì uống nước một, rồi uống nước giảo thì uống nước giảo, mà ông cho bắt nuốt cái bã cà phê thì cũng hả hồng ra mà nuốt cái bã cà phê. Kêu liếm cái ly thì liếm cái ly, chứ còn không có dám nhúc nhích. Mình phải nhìn nhận cái đó, mình phải nhìn nhận cái đó. Tức là kêu bây giờ hả hồng ra đổ sát cà phê vô cũng xa thú, cho mình uống nước giảo cũng xa thú, cho mình uống nước một cũng xa thú, kêu người ôm cái hộp cà phê vui bung trong buồn ngủ cũng xa thú, không hề có một cái phản ứng gì hết. Thì trong trường hợp đó là một cái sự quan phí. Mình tin Phật nhưng mà trong khi đó mình không có tin lời Phật. Thì như Phật nói là thân người khó được, mình không có tin. Phật nói chánh pháp khó gặp, mình cũng chẳng hề tin. Bởi vì nếu rõ ràng mình có tin ý, thì mình không có thể nào mà tu học thứ kiểu là được hết. Rõ ràng mình không có tin, mình phải nói với nhau rõ ràng mình không có tin. Chính vì mình không tin mình mới có một cái thái độ tu học là nương đổ vào người khác. Chứ nếu mà quả thật mà mình tin lời ngài đó, mình hết hồn chứ. Hết hồn. Cái ngài nói là mình bị ung thư đó, con đang bị ung thư đó, là mình đã là tái mặt rồi. Mình chạy đôn vậy đó để mình
chạy thầy chạy thuốc, còn đằng này mình không có tin, cho nên mình cứ ngồi tập tà thì ngày nói vậy thôi, chứ còn chưa có sao. Thiên hạ ai cũng bị mà, cho nên ở đây tôi nhắc lại niệm Phật ở đây ấy, là phải hiểu, chứ không phải là nhắm mắt nhắm mũi mà cứ một cái chữ đó mà đọc hoài như vậy nha. Cứ nhắm mắt nhắm mũi, chẳng hạn như trong đây, cái trong cái tham gia tình đạo, các vị thấy trong đây người ta có một câu thế này: Phật là cái người tự mình giác ngộ bốn đế và có khả năng đánh thức chúng sinh, nên được gọi là bất thù, và có thể đọc thêm định nghĩa của chữ này trong Pháp Tí Xâm Phí Đa. Cái đã không? Pháp Tí Xâm Phí Đa không biết thiếu chút đây. Cái bộ này nè, mà nếu mà mình là người có lòng mà cầu học á, là mình thấy rằng là mình nó đi kiếm, mình giống quá mình đi hỏi cái này là cái gì vậy? Đây là một cái bộ kinh rất là quan trọng. Mà cho dù là tôi có cha, có mẹ, có vợ, có con, có bạn thân, cái người mà tôi thương nhất, cho dù người đó là ai, mà nếu mà đó là cái người mà tôi thương nhất mà họ còn lắng nghe tôi nói, họ còn để ý đến cái góp ý của tôi, thì tôi sẽ đề nghị họ làm ơn đọc kỹ cái bộ này. Tôi nhắc lại, dù đó là cha, mẹ, vợ, con, bạn bè, thân hữu của tôi, mà cái người nào mà tôi thương mến, mà tôi tin rằng họ còn có thể lắng nghe tôi. Chứ còn nếu mà họ không chịu lắng nghe thì coi như xong, đừng ai nói đi hết. Mà nếu họ còn lắng nghe thì tôi sẽ đề nghị họ đọc cái bộ này. Tại sao tôi phải nói như vậy? Bởi vì đối với tôi cái bộ này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì không có gì thê thảm cho bằng là mang tiếng là Phật tử, đặc biệt là Phật tử Nam Tông, mà không biết thanh tịnh đạo, không biết vô cái bộ gọi là Vô Ngại Giải Đạo, không biết hai cái bộ Xiển Minh, Ma Ha Nít, rồi cái chuông đó đều thuộc tiểu bộ kinh. Còn cái A Tỳ Đàm nhé, A Tỳ Đàm, riêng về những người học A Tỳ Đàm, người học A Tỳ Đàm thì phải đặc biệt đọc kỹ chú giải hai bộ pháp tụ và phân tích hai bộ. Người học ở Tỳ Đàm là phải đọc kỹ chú giải hai bộ đó, phải đọc kỹ hai chú giải hai bộ đó, chú giải bộ pháp tụ và bộ phân tích chứ còn mà là đi làm như là một con bò lấy tiền vào lo cất chùa cất tháp xong rồi đỡ rảnh thì coi phim đại hàng, cầm nguyên một cuộn giấy xúc ngồi lau nước mắt coi phim đại hàng, rồi bắt đầu là đi chùa làm phước, xong rồi chạy về nhà đó thì coi như là sinh hoạt, gọi là chỉ có gọi là sinh hoạt theo cái kiểu mà thích cái gì làm cái đó mà không chú ý cái gì mà cần đấy thì nó quá quan phí kiếp người. Tôi nghe nói là lần nữa tôi chưa bao giờ tôi dám nhận tôi là người chân tu hay người trong sạch, nhưng mà tôi cái này tôi dám nhận, tôi nghĩ rằng là tôi không có phí thời gian của tôi không có phí thời gian, bởi vì có một cái chuyện mà tôi không thể không nói ra ở đây là tôi chưa bao giờ tôi dám nhận rằng tôi có trí nhớ tốt, chưa bao giờ. Nhưng mà phải nói một chuyện đáng lo và đáng buồn, đó là tôi nhận thấy tôi đã mất khoảng 70% cái khả năng nhớ của cái thời mà 15-17 tuổi. Nói như vậy không có nghĩa là tôi nói ngày xưa tôi nhớ giỏi, mà tôi muốn nói là bây giờ tôi nhớ quá giờ, tôi nhớ quá giờ. Thì mình làm sao thì người khác cũng vậy theo tuổi đời mọi thứ khả năng của mình nó mòn hao dần. Ngày xưa đó là kể cả những chuyện tôi không muốn nhớ cũng nhớ còn bây giờ tôi quỳ tôi lại nó cũng không thèm ở lại, nó cứ thanh thản đội nón mà đi. Tôi bây giờ, hoàn cảnh tôi bây giờ nó giống như một cái bà cụ đó mà bà có tật bà hay quên ấy. Quên thì quên trước quên sau, động chồng mới là đưa cho mua cho bà cuốn sổ tay nhỏ xíu gọn lắm, nhét ở trong túi áo được.
dặn bà bây giờ đó bà muốn làm cái gì đó thì bà cứ ghi cuốn sổ tay này ha, nó gọn lắm ha. Tôi kiếm cho bà cái cây bút nhỏ xíu giống như cái bút kẻ, cái bút kỳ mà kẻ lông mài vậy, cũng nhỏ gọn, nhét vào trong đó luôn. Bà muốn cái gì bà ghi trong đó nha. Chứ bà hãy quên quá thì bà mừng lắm. Nhưng mà được có mấy ngày thôi thì bà mới đi hỏi ông chồng, nói ông có thấy cuốn sổ tôi để ở đâu không? Tôi ghi hết trơn những chuyện cần làm rồi đó, mà bây giờ ngay cả cuốn sổ đó tôi cũng quên, bây giờ tôi không nhớ tôi để ở đâu. Cái đó không phải là chuyện cười đâu, mà bản thân tôi đó, bây giờ tôi đã bị đến cái, tôi đã đạt tới cảnh giới đó rồi. Tức là mình cái chuyện đó mình không nhớ, rồi mình mới đi mình ghi nó vô một cái tờ giấy, ghi nó vô cái cuốn sổ à. Rồi tưởng sao tới lúc cần thì cái cuốn đó mất luôn, rồi tờ giấy tôi quên luôn à. Ngày thứ nhật vừa rồi tôi ở bên Thụy Sĩ đó, còn anh Phật tử này, anh biết tôi cần cái khúc gì vậy. Anh nói đi từ chỗ tôi mà anh đi về nhà này, anh không có tắm rửa ăn uống gì hết, cứ chạy thẳng xuống dưới hầm mà môi lên cái khúc dây cột sẵn để đó, để ngày chỉ tối thứ bảy để chủ nhật sáng nhật chạy lại là đem lại cho tôi. Cuối cùng thì anh sáng hôm sau anh báo tôi biết là bây giờ anh không biết để cái sợi dây nó nằm ở đâu. Ủa đã không, là coi như bây giờ đó là tôi giữ vô rồi, mà cái sợi dây đó là rất là khó kiếm, sợi dây đó rất là đồ cũ mà rất là khó kiếm. Cái đó là cái sợi dây của cái ấm nấu nước ấy. Tôi nói ra mà tại sao tôi mới đi lạc đề như vậy, là bởi vì tôi muốn nói rằng là cái thân xác của mình ấy càng lúc nó càng mòn hao héo úa ha, yếu đuối đau nhức không thuộc về mình, mà cái tinh thần càng yếu dần thì mình phải biết trân trọng những ngày tháng sau cùng trong đời của mình. Và phải nói rằng có một pháp tu mà càng lúc tôi càng thấm, đó là hãy niệm một câu thôi, thời gian đang qua nhanh, đó cũng là một pháp tu. Pháp tu nó phải dùng của tôi chế đâu, đó là của Đức Phật đó, nó là niệm chát đó. Nhưng mà tại tôi không, tôi tránh không có xài, tôi chỉ đổi qua cái câu khác, nhưng mà thật ra đó là cái là Phật dạy đó, tức là thời gian đang qua nhanh, thời gian đang qua nhanh. Tức là dù có giận nghe đi nữa, hoặc có đam mê, có thích thú cái gì đi nữa, tôi nhớ hoài cái câu đó là thời gian đang qua nhanh, mà nó đã đi rồi không bao giờ nó quay lại, đã một đi thì không trở lại nha. Cứ niệm như vậy, thời gian đang qua nhanh. Các vị có biết rằng nó là một cái cuối tuần nó qua giống như là một nháy mắt, một cái cuối tuần nó qua rất là nhanh. Cho nên niệm Phật ở đây có nghĩa là nhớ rằng Đức Phật là người luôn luôn tỉnh thức, còn mình thì mình là người ngủ suốt mùa thu. Mà cái tiếng bút thô có nghĩa là chữ bút thô có ít nhất hai nghĩa. Nghĩa một là cái người tỉnh dậy, người tỉnh giấc, người tỉnh giấc. Hai, thức dậy từ giấc ngủ hay cơn mơ. Nghĩa hai là người hiểu biết, là người hiểu chuyện, người biết chuyện. Chữ cái nghĩa là gì nè, đó, người hiểu chuyện, người biết chuyện. Mà chuyện gì? Ở đây là bốn đế đó. Biết rõ, vì đã biết rõ là bản chất. Biết rõ bản chất của cuộc sinh tử thật ra là những gì, chúng được tạo ra từ đâu và làm sao để giải thoát sinh tử cho mình và người, thì đó gọi là bút thuộc.
cái biết của Tinh Văn ấy, Tinh Văn cũng biết, biết cái bản chất của sinh tử là gì, biết cái con đường ấy, để đi ra là gì. Nhưng mà hai cái biết này của Tinh Văn là phải nhờ vào vị chánh đẳng giác mà có. À, phải nhớ nha, Tinh Văn cũng biết, Tinh Văn cũng biết những điều này, nhưng phải nhờ thầy là Đức Phật và cái biết đó chỉ vừa đủ xài cho mình khả năng độ sinh luôn rất hạn chế. Đã, đúng là những ngày tôi nói mà sao tôi chịu cực, tôi đánh ra là để cho quý vị nhớ ha. Tức là Phật ở đây là sao? Phật là cái người thức dậy hay là tỉnh giấc từ giấc ngủ. Đó, Tinh Văn cũng vậy, có Tinh Văn cũng được gọi là Bút Thô bên Năm Tông ấy, thì cũng gọi Tinh Văn là sao? Có các Bút Tháp là Tinh Văn Giác hay là Tinh Văn Phật ha. Có một điều hơi khác, cái vị cái điểm khác biệt với thầy trò đây là cái gì? Đức Phật ngộ, Đức Phật không cần thầy, nhưng mà Ngài cũng có thể làm thầy người khác. Còn Tinh Văn á, thì phải nhờ thầy mới đắc, và cũng có khả năng làm thầy người ta một chút. Cái điều một chút này là phải gạch dưới nè, chút thôi. Là bởi vì cái biết Tinh Văn chỉ căn bản là chỉ vừa đủ xài cho mình thôi, còn cái khả năng độ sinh thì luôn rất là hạn chế. Là bởi vì hồi nãy tôi có nói rồi, mẹ ruột biết rõ con như là lòng bàn tay, biết nó năm nay nó bao nhiêu tuổi, biết nó là nam hay nữ, biết nó đã đi bao nhiêu nơi chốn, biết nó đã thích ăn cái gì, biết ô é này tìm cái gì về nó, biết hết. Nhưng mà bây giờ chiều nay nè, cho nó ăn cái gì thì chịu thua. Một là phải hỏi nó, hai là nó mò. Biết tôi nói về cái việc nghe kiểu không? Mẹ con với nhau á, bà mẹ có là theo từng bước chân của mình á, nhưng mà chiều nay là tôi bảo đảm mẹ chịu chết. Chịu chết thôi, bà mẹ chiều nay là chịu chết. Bởi vì mẹ không thể nào biết là chiều nay nè, cái thằng con của mình nó muốn ăn cái gì. Mình sanh ra nó, mình theo dõi nó từng ngày, từng giờ, nhưng mà chịu chết. Chịu chết thôi, tại vì mình không biết là chiều nay cái thằng quỷ nó ăn cái gì, nó khoái thì mình không có biết. À, tại vì mình theo mình biết là nó ăn nó thích đấy, cái món nó thích đấy. Là không dưới 30 món. Nó khổ như vậy, nó vấn đề nó khổ chỗ là cái món mà thằng con mà nó khoái đó. Không dưới 30 món. Có những lúc trời nóng nó thích ăn cái gì, rồi trời lạnh nó thích ăn cái gì, rồi mưa nó thích ăn cái gì, rồi ăn đêm nó thích ăn cái gì, ăn ngày nó thích ăn cái gì. Rồi có những món mà ăn một mình nó buồn. Trong thức ăn ấy, tôi không có kể ra được, tại vì tôi không thể thì chùa kể ra thì quý vị ngạc nhiên hả? Quý vị ngạc nhiên là sao không rầm vậy? Thôi tôi góp ý nha, góp ý tôi nghĩ thôi, chạy như ăn lẩu đi. Ăn lẩu mà ăn mình ăn là ăn sao? Thì ví dụ vậy đó, ăn lẩu sao ăn mình được? Nó kỳ lắm, thứ nhất là bài biện rồi nó lượm thượm, nó lê thế sao ăn mình được? Ăn lẩu phải ăn ít nhất là phải hai người, ví dụ như vậy. Cho nên nó là có những cái thời điểm mà con mình thích ăn món này món kia, mình rành như vậy mà mình còn không biết làm sao. Cho nên một là chỉ có hai cái đường, một là đón mò, hai là hỏi trực tiếp nó. Vậy trong cái chuyện đổ xanh á, làm sao mình hỏi trực tiếp người ta được? Người ta biết cái gì mà hỏi? Thế là cái vụ đây là dẹp quan ba rồi đó, cái vụ mà hỏi người ta là dẹp rồi đó. Bởi vì chính bản thân người ta cũng đâu có biết. Thức ăn người ta nói được, nhưng mà trong cái gì mình nghe đạo là người ta đâu có trả lời được. Người ta đâu có nói là cái đó hợp với con, cái gì không hợp với con nghe. Cho nên cái chuyện hỏi là không có rồi đó. Bây giờ còn lại có cái gì nhất là mình đón mò thôi. Mà đón mò là thua rồi. Cho nên đến đây cho nó hiểu đó ha. Rồi cái chữ Phát Cái Hoa hôm qua tôi giải thích rồi, chữ Thế Tôn hôm qua mình đã giải thích rồi. Chữ Phát Cái Hoa trong đây định nghĩa nó là 800 nghĩa ha. Chữ Phát Cái Hoa ở đây chỉ nói đến hai nghĩa căn bản nhất. Một qua Phát Cái Hoa có nghĩa là cụ thoại đức giả ha. Cụ thoại đức giả là người có
đủ những gì tốt đẹp nhất nhé, từ các hạnh lành đến công đức. Đó, cái nghĩa thứ nhất nó có nhiều nghĩa, nên có hai nghĩa căn bản. Thứ nhất là ngài có tất cả những gì tốt nhất. Thứ hai, chữ Phát Ca Hoa đó, chữ Phát Ca Hoa ở đây còn được xem là đồng nghĩa với chữ Phát Ca Hoa. Phát Ca Hoa hai chữ R nghĩa là người phá nát tất cả những điều ác xấu. Đó, có hai nghĩa, nhiều nghĩa lắm, mà đây lấy hai nghĩa đó thôi. Một là tất cả cái gì mà tốt nhất là ngài có hết. Nghĩa thứ hai, tất cả những gì mà sai quấy ác xấu bất thiện nhất là ngài đều lìa bỏ một cách trọn vẹn, một cách ngoan mục, thì cái người đó được gọi là Phật Cơ Bà. Mà như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng để có được hai nghĩa này, để có được hai nghĩa này thì chữ Phật Cơ Bà có hai cái hình thức. Một là một chữ G, hai là hai chữ G. Cũng giống như cái chữ thiện thể đó, giờ mình chỉ biết có chữ Sugato thôi. Sugato có nghĩa là cái người khéo đi, cái người đi trên con đường chánh đạo và hướng đến cái cứu cánh cũng là tốt đẹp nhất, gọi là thiện thể. Thì cái thể trên tiếng Hán có nghĩa là đi luôn không có về, thể như tư phù bất xả trú dạ, như nước chảy đi hoài không có quay lui. Nhưng mà chữ ở đây đó là cái chữ thể thì nó hay quá, chữ tôi thích lắm, nhưng mà nên nói chưa có hết cái chữ Sugato đâu. Chữ Sugato có nghĩa là đi trên con đường tốt đẹp và cũng hướng đến cái cứu cánh tốt đẹp, đi bằng cái đi trên con đường tốt đẹp, đi bằng cái cách tốt đẹp, cái cách thông minh nhất, cũng con đường đó mà đi bằng đi trên con đường tốt đẹp nhất, đi bằng cái cách thông minh nhất và nhắm đến cái cứu cánh tốt đẹp nhất, thì đó được gọi là bậc thiện thể, được gọi là Sugato. Nhưng mà trong chú giải các ngài còn đề nghị thêm một chữ, nó nghĩa nói cái chữ đó đó, Sugato đó còn đồng nghĩa với Sugado. Sugado là cái bậc khéo thuyết, bậc thiện thuyết, bậc khéo nói, cái bậc thiện thuyết, thiện cái này là khéo đó. Cái này là khó lắm nhưng hay dễ nha. Lúc này cái này tôi đã quay trở lại cái đề tên, nhưng mà sẵn tiện tôi nói sẽ quên. Các vị đừng có tưởng là khéo nói là thiện thuyết là dễ, nó khó vô cùng, khó được ghê lắm. Tại vì gặp cái thằng dốt mình nói khác, mà có thằng giỏi mình phải nói khác. Mà trong cái đám giỏi đó mình có tới 800.000 cái cách nói, mà trong cái đám dốt mình cũng phải có tới 800.000 cái cách nói. Chứ còn nói gọn thì được, nói gọn thì, thì mình cứ từ tùy trình độ người ta mình nói, nghe thì nó sướng vậy, nhưng mà cũng phải đơn giản như vậy, không phải đơn giản như vậy đâu. Cũng bác sĩ cũng luật sư đó, nhưng mà cái ông A đó là mình phải nói cái gì, ông B mình phải nói cái gì, rồi trong thời điểm nào mình phải nói cái gì, cũng thanh vàng đó thôi. Nhưng mà nếu mà ngày hôm qua đó thì anh hỏi đạo mình, nó nói ví dụ khổ quá, bây giờ thì sư phụ nói cho con nghe đi, gì để cho con bớt khổ, cũng cái câu đó cũng anh chàng đó, mà ngày hôm qua mình lại nói khác, cái tâm trạng ảnh ngày hôm qua nó khác, cái bối cảnh ngày hôm qua nó khác, những cái gì nó xảy ra trảnh ngày hôm qua nó khác, mà chiều nay đêm nay khuya nay cũng con người đó, cũng trình độ ăn học đó, mà lại nói khác nha. Thì cái chuyện này chỉ có bị chánh hẳn chánh giác thôi, chỉ còn ngoài ngày ra là bỏ tay, ngoài ngày ra là chỉ có đóng mò thôi. Dĩ nhiên đối với các bậc và đại thánh đại trí như ngày sẽ là phát thì nói cũng đóng mò, nhưng mà cái đó ngày đó là cái mức chính xác mà cao hơn mình gấp triệu lần nghe, nhưng mà vẫn không bằng Đức Phật. Đức Phật nhìn là thấy, nhìn là thấy, nhìn là thấy nha. Cho nên cái, ở đây được gọi là thiện thuyết là như vậy đó, có nghĩa là những cái chuyện khó nói nhất, sâu kín nhất thì ngài có tới 800.000 cách để ngài nói. Còn mà mình thấy những cái chuyện mà người ta đã nói rồi, nó dễ giống như cái trứng của Khai Lương Bố, cái trứng gà của Khai Lương Bố, ông hỏi làm sao mà để cho trứng gà nó đứng, thì phải nói rằng là khi mà ông chưa có ra, ông chưa có làm thử cho người ta thấy đó, thì phải nói là chịu chết thôi nha. Đừng có tưởng Phật pháp gì mà dễ, thì đó là vấn đề tinh thần mà ông Goethe của Đức, biết được ai biết ông này không?
đụng đâm nữa còn cái thứ sợ sách cắn hả. Ông này là ông có một câu nói mà tôi rất là mê. Ông nói là thiên tài là người có khả năng định hình những gì vô hình. Với cái câu này có được, có nghe kịp không ta? Có hiểu câu này không? Thiên tài là người có khả năng định hình những gì vô hình. Thí dụ như bây giờ cái chuyện mà con mà nhớ cha mẹ, nam nữ nhớ nhau, rồi cảm xúc của người ta buồn vui lân lân bâng khuâng ngậm ngùi khi mà nhìn nắng gió mây sương, cái đó ai cũng có. Nhưng mà làm sao mà để nói ra lời, viết ra chữ để cho người khác họ đọc vào, họ nghe tới, họ có, cũng có chia sẻ cái cảm xúc đó với mình, là mình thấy đã khó rồi. Khó rồi mà để trở thành ra một nhà. Việt Nam mình rất là ảo cái chỗ xài chữ nhà đó. Hồi xưa kia học, tôi nhớ ông thầy ủng hộ với ông nói cái chữ nhà rất là khó xài. Chữ nhà là khi nào người ta sống chết với nó, chuyên nghiệp với nó, trong đó đó thì mới gọi là nhà. Thì nhà văn đó là cái người đã có một cái lượng độc giả nhất định nào đó, họ phải có một sức hút tối thiểu nào đó, và họ có những thành tựu căn bản nào đó, họ có một cái công trình cụ thể điển hình rõ ràng nào đó thì mới gọi là nhà văn. Chứ còn cái quẩn quẩn mà làm mấy bài thơ thì gọi là nhà thơ, rồi có tiền in liếu láo bảy bà gọi là nhà văn, không phải. Ông có ví dụ nó giống như chữ nhà sư, có nghĩa là cái người đó là cả cuộc đời họ là họ dồn hết trong cái chuyện mà chuông mỏ khối hư thì mới gọi là nhà sư nha. Chứ không phải cây cây cạo đồng lóc rồi xăm mình tùm lum rồi cạo đầu cái mặc cái áo kêu là nhà sư, thì ông nói là cái đó là nhượng. Và tôi đồng ý cái đó. Ông nói chữ nhà nó khó lắm nha, chữ nhà nó khó lắm, chữ nhà nó phải, nó đòi hỏi một cái sự chuyên nghiệp trong đó. Thì tôi trở lại cái ông Goethe, ông nói đó, thiên tài là gì? Thiên tài là người có khả năng định hình, định hình những thứ vô hình. Có nghĩa là mình thấy rằng là ba cái vụ mà coi như quận sứ giới đế hả, rồi ba cái vụ mà coi như là tứ niệm xứ tức giác chi bát chánh đạo, cái đó người ta nói sẵn là mình thấy tưởng nó dễ. Chứ bây giờ nó mênh mông, nó trùng điệp, bây giờ mình tưởng tượng mình đừng có biết Phật pháp gì hết, tự nhiên mình giờ mình thấy con người tự nhiên nó đỏ hỏn, nó đẻ ra, nó nằm ngửa, nó khóc ngoa ngoa, rồi nó lớn lên, nó có chồng có vợ, nó có nhà có cửa, rồi tóc nó bạc từ từ, lưng nó còm, nó lăn đùng, nó chết. Mà cứ hết thế hệ này tới thế hệ khác, bây giờ mình phải nói làm sao đây? Bây giờ mình phải nói sao đây về cái ý nghĩa của cuộc đời, nó là cái gì mà sao nó phũ phàng, mà nó vừa buồn cười mà nó vừa và nó là nó khốc liệt như vậy ha. Tự nhiên cái đẻ ra rồi cái lớn lên rồi đầu tư xây dựng đủ thứ rồi lăn ra mà chết. Sáng nay mình lên báo tôi coi đó, rồi tôi thấy cái ông mà nhà thiết kế Oscar de la Renta mới chết đó, 82 tuổi bị cancer. Ở đây ai mà xài đồ thời trang á là đã biết, phải biết cái ông này hả, biết không biết cái ai trung tâm trăm không biết cái này nó Oscar là ta mắt kính rồi bóp đầm rồi mấy chung đồ thời trang á, là cái ông này là cái hiệu này, hiệu nổi tiếng cực kỳ hả, mới lăn ra chết rồi nè, mới chết 82 tuổi. Mà các vị biết muốn đạt tới cái cảnh giới ông này nó phải dễ hả, giàu có nổi tiếng rồi coi như là thành công và nó là ở trong thế giới Âu Mỹ, mà quý vị có một cái thương hiệu đâu phải chuyện dễ nha. Có tiền để mua để xài đồ hiệu là đã giỏi rồi nha, có tiền để xài đồ hiệu đã giỏi, còn này là mình cha đẻ của một thương hiệu. Tôi nhớ có câu ngôn ngôn thế này: người đàn ông thành công là người có khả năng kiếm tiền nhiều hơn cái nhu cầu tiêu xài của mình. Người đàn ông có tài đó là có khả năng kiếm được cái tiền nhiều hơn cái nhu cầu xài của mình. Và đàn bà có tài là tìm được cái người đàn ông đó đó. Thế vẫn nghe kịp không? Người đàn ông có tài là có cái khả năng tìm được cái khả năng tài chánh nhiều hơn nhu cầu. Người đàn ông có tài là người có khả năng tài chánh nhiều hơn nhu cầu tiêu xài. Và đàn bà có tài chính là người đàn bà có khả năng tìm ra cái người đàn ông đó. Và cái ông mà mới vừa chết này, ông đúng là cái mẫu người đàn ông đó, đó. Đúng, ông đúng là mẫu người đó. Vừa có tiền mà vừa có tiếng. Vậy mà vào một buổi sáng không hò hẹn, chàng đã đội nón ra đi, không về nữa.
Cho nên là những cái chuyện đó mình chỉ thấy thôi chứ mình không biết phải làm sao để mà nói, để mà nói về cái bản chất đời sống và phải làm gì khi cuộc đời nó phũ phàng như vậy, khó lắm. Vậy mà có người đã làm được, đó là việc chánh hạnh chánh giác. Cho nên nó là Ngài là một thiên tài ở một điểm, đó là Ngài định hình những cái vô hình, những cái đó nó không có hình dáng gì hết mà Ngài nói ra được cái siêu gì. Ngài sắp xếp là đây nè giới nè, đây là định nè, đây là tuệ nè ha, rồi bây giờ con đi tu ha, rồi bây giờ không, con thì khỏi, con để tóc, con cứ thanh thản nghe, có chồng có vợ có con nhưng mà con phải làm gì 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 gì, còn con rồi con phải xuất gia ha, mặc y như vậy ha, mang bát như vậy ha, rồi con vô rừng cũng sống như vậy ha, con suy nghĩ như vậy, đừng suy nghĩ như vậy ha. Ngài có cái cách, ngài có cái cách để nói, ngài nói làm sao mà người hướng dẫn người ta mới hay chứ. Chứ người ta giàu chưa phải là thấm, mà ra người ta cũng có cái hiểu khái niệm về cuộc đời này, biết nó là cái gì và mình phải làm gì sao. Cái đó là không phải dễ đâu nha, nó phải dễ rồi. Như vậy thì xong, tôi đã giải thích xong 10 cái hồng danh nha, 10 cái hồng danh rồi. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Đó rồi. Đó, thì niệm Phật là niệm như vậy đó. Tôi trở lại về kinh Sa Bà Con quên. Đức Trời Đức Thích dặn chư thiên là khi nào mà sợ hãi thì cứ nhìn lên cái ngọn cờ của Ngài để biết là Ngài đang ở đó, Ngài đang chia sẻ cái nỗi lo với mình. Là Đức Phật Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, khi mà thiên chúng đau lợi là Tứ Thiên Vương mà họ sợ hãi, họ nhìn lên ngọn cờ của Đức Thích, có lúc họ hết sợ, có lúc họ vẫn còn sợ. Là vì sao? Là vì họ cứ nhớ chừng chừng rằng cái ông nội này, ông cũng có lúc sợ, cũng có lúc không sợ như mình vậy đó. Họ chỉ nhớ cái đó, cái họ cũng xuống tinh thần nhiều lắm ha. Nhưng mà riêng ở trường hợp này thì này các tỳ kheo, khi mà các ngươi mà ở một mình trong rừng sâu, như núi thẳm hay là trong nhà vắng, cái chỗ cô quạnh không người ha, mà có lòng sợ hãi thì hãy nhắc tâm niệm tưởng đến Như Lai bậc chánh đẳng giác, hay là niệm tưởng đến chánh pháp được khéo thuyết giảng, hãy niệm tưởng đến tăng chúng tăng là những bậc khéo hành trì ha. Thì hãy niệm tưởng như vậy. Nếu mà không nhớ đến Như Lai thì có thể niệm pháp, mà không nhớ pháp thì hãy niệm tăng, mà nếu không nhớ đến tăng thì nhớ là niệm Như Lai. Ở đây là ba cái đối tượng Phật pháp tăng ha. Mà Ngài dạy như vậy, Ngài nói rằng là nếu mà làm đúng như vậy đó thì cái sự sợ hãi nó sẽ được biến mất. Là vì sao? Là vì hãy tâm niệm rằng Như Lai là người không còn sợ hãi, Như Lai là người không còn phiền não nữa, và chánh pháp là cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt sợ hãi, chấm dứt phiền não, và tăng chúng là những người đang đi trên cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt phiền não và chấm dứt cái sợ hãi nhé. Hãy niệm Phật niệm như vậy đó, niệm Phật là niệm như vậy đó. Mà cái bài kinh này lẽ ra đó là Phật tử Nam Tông phải được nghe, phải được đọc ngay từ cái ngày đầu tiên mà đặt chân đến cửa chùa ấy. Vậy mà buồn thay, có nhiều người tới chết rồi nhé, khoe khoang đủ thứ hả, tôi là đã quy y với Ngài Hộ Tông, Ngài Bổn Chánh, Ngài Giới Nghiêm hả, khoe cho đã đời ông địa, mà cái cách niệm Phật thì hoàn toàn không biết, cứ là nhắm mắt nhắm mũi mà niệm thôi. Đó là điều rất là đáng tiếc. Ở trên chùa Vũ Long, bây giờ thì mất rồi, mất một bà tu nữ bây giờ bà già và mất rồi. Mã đại đệ tử của Ngài mấy chục năm trời làm tu nữ, cạo đầu mặc đồ trắng sống trong chùa, mà bà niệm Phật như thế nào mà không có ai biết. Cứ thấy bà là một mùa một ngày hai bữa công phu ha, cặp mắt liêm diêm nhất tâm chú niệm mà không ai biết mà niệm cái gì. Thì đến cái ngày mà bà gọi là gần chết rồi thì cái thầy Phương Trượng ở đó nghĩa là thượng tọa Bửu Đức, lúc đó chưa đi Mỹ, thượng tọa xuống cũng hộ niệm cho bà, nói cho bà là mình một đời tu hành rồi mình không có cái gì để mà mình phải lo âu tiếc nuối hết, bà nó lìa bỏ hết rồi, bây giờ bà cứ thanh thản mà đi ha, bà cứ niệm Phật thôi. Thì bà mới nói thế này, bà nói thưa sư, con mấy chục năm nay này con coi như là rất là tâm đắc những cái hồng danh Phật mà sư tổ Hộ Tông đã dạy cho con. Con bây giờ là con coi như là con quá yên tâm được, con ra đi cứ con mà cứ sợ hãi là con cứ niệm A Di Đà Phật.
Thì cái sư Vương Tử nghe sư mới hết hồn, nói bà niệm lại cho tôi nghe đây, bà mới niệm cái gì? Thì bà nói vậy là hả ra ăn. Cái tôi cứ tin trên đời hả ra ăn, hả ra ăn. Trong khi người ta là á ra ăn ha, mà có suốt mấy chục năm trời mà bà cứ niệm là hả ra, hả miệng hả ra ăn, mà bà rất là tâm đặc. Thì bà nghĩ đây là cái hồng danh mà bà không cần biết ý nghĩa, bà cứ là hả ra ăn, hả ra ăn. Thì sư trụ trì cũng hết hồn rồi, cô niệm lộn rồi, bà niệm lộn rồi, không thể nào mà niệm như vậy được. Không phải là hả ra ăn mà là á ra ăn. Đây là cái lỗi của một cái người mà coi như niệm Phật mà không có tìm hiểu ý nghĩa, mà có quý vị có tin tưởng là có cuốn sách trước mặt, dốt gì thì dốt chứ cũng phải biết đánh vần chứ. Quý nghiệp hành của nhà Hậu Tông có trước mặt mà không biết vì sao mà bà sợ kinh cắn, bà không có đụng tới. Rồi còn trong đời tôi biết có rất là nhiều Phật tử họ không bao giờ họ cảm thấy cuốn kinh, họ đọc nhái thôi, họ đọc nhái thôi. Như cái bài mà Nam Mô đó, cái bài mà Nam Mô Tát Xà đó, là có rất là nhiều người họ không có đọc trong sách mà họ cứ đi riết rồi nghe đọc họ nhớ có. Rồi cái bài hồi ước mà Y Đăng Vô Nha đó, Vô Nha Ti Năng Y Đăng Vô Nha, có nhiều người họ vẫn đọc là cây đàn vô ngã như thường, cây đàn vô ngã, cây đàn hôn thú. Mà đọc như ta là Y Đăng Vô Nha Ti Năng Hồ Tụ Xuất Ký Tao Tụ Nha Tụ Dục, mà họ vẫn đọc là cây đàn vô ngã, cây đàn hôn thú. Mình thấy thua rồi, một thời gian dài như vậy không có chịu. Niệm Phật là hiểu được ý nghĩa của hồng danh Phật. Và một điều đặc biệt nữa, một điều đặc biệt nữa đó là niệm Phật không phải để chỉ riêng thêm lòng kính tin, mà còn là để nhớ đến những cái hạnh lành của Ngài. Ví dụ như mình niệm A-ra-hăn thì mình nhớ rằng là mình phải sống làm sao mà để xứng đáng với cái tấm lòng của thiên hạ. Bởi vì A-ra-hăn nghĩa là xứng đáng mà, Đức Phật là người xứng đáng với sự cúng bái của nhân thiên. Cho nên ở đây đó, là khi mình niệm cái chữ đó mình cũng vẫn tự nhủ mình sống làm sao để xứng đáng với cái tấm lòng của thiên hạ. Từ cái chữ Buddha, mình biết ở Buddha có nghĩa là hiểu biết bốn đế, là người thức dậy từ cái giấc ngủ phiền não, đúng. Nhưng bên cạnh mình cũng tự nhủ mình sống làm sao mình tỉnh thức, đừng có mê nữa nhé. Rồi cái chữ Pakawa, Pakawa là cái người hữu phần, cái gì mà tốt nhất trên đời này có hết, mà cái gì xấu nhất trên đời này ngày cũng không có. Thì mình nhớ mình cũng phải sống sao đựng gốc như vậy đó, đựng gốc như vậy đó. Nhiều lắm, nhiều lắm nhẹ. Rồi Bodhisattva Sarathi là đề ngự trưởng phu, thì mình dứt khoát là mình không có được như ngài rồi, nhưng mình cứ nhớ chừng sống mình cư xử sao cho nó phải phép. Đối với thằng Tèo mình cư xử khác, mà đối với thằng Tí mình cư xử khác. Cái đó cũng là một cái bài học từ cái hồng danh của ngài hả. Chứ còn mà mình cứ nhắm mắt cái mũi mình niệm giúp đọc thần chú thì mình phải Phật tử, mình là đệ tử của ngoại giáo, phải nói như vậy. Đọc mà không biết mình đọc cái gì thì cái đó là đệ tử ngoại giáo. Bởi vì rõ ràng trong kinh đã đề nghị mình rồi, đã nói rõ mà mình không chịu làm thì còn gì nữa nhé. Cho nên ở đây mình nói đó là niệm Phật có một cái lợi ích. Đây có đây cái phần cuối của cái chương, phần cuối của cái chương mà niệm Phật có nói hả, cuối của cái chương 7 ha, có nói cái đó. Đúng rồi, 7A, chương 7A có nói cái đó. Là khi mình chú tâm niệm tưởng như vậy đó thì vị đó được nhiều lợi ích lắm. Một là cái lòng thanh tịnh, không sợ hãi, không bị uế nhiễm. Mà đồng thời đó, trong đây có nói rõ là lúc bây giờ cái thân xác, cái tấm thân người đó giống như một ngôi bảo tháp rồi đó. Khi mà người nhất tâm niệm Phật thì nhất phải thêm chữ nhất tâm niệm Phật đó. Mà tôi không biết là trong room này, tôi nói vậy thôi chứ trong room này có ai mà hiện giờ đang mở cái thanh tịnh đạo ra không nè? Có rất là nhiều người ở bên hải ngoại này họ nói với tôi, họ hỏi tôi vậy chứ. Tại sao mà mình phải in sách làm chi? Bây giờ là đã có internet rồi, có cái gì thì mình cứ đưa lên online cho người ta đọc, chứ mắc gì mà phải in. Nhưng mà tôi nói không, tôi biết rất rõ có nhiều bà con của mình đó, cái chuyện mà cầm một cái iPad hay là cầm cái tablet, một cái laptop mà đọc sách, cái chuyện nó rất là, đối với rất là nhiều người thì nó rất là bất tiện. Tôi biết rất là bất tiện. Cho nên đối với họ cuốn sách mà cầm trên tay nó vẫn tiện hơn. Ví dụ như ở Việt Nam mình đi đâu mình lạnh cuốn sách ra nó tốt hơn. Mình xách cái máy này, một là sợ mắt, rồi sợ mưa, bị nước, bị trời nắng nóng, rồi chưa kể là điện. Nó hết điện làm tính sao? Cái chuyện gì mà nghĩ không ra.
Bây giờ mình đang mình đi dọc đường vậy đó, mình một là mình sẽ mắc, sẽ gãy, bị hư. Để chưa kể mà nó khùng lên mà nó hết điện thì mình tính sao? Mình đi mình sạc, mình ngồi mình chờ nó đầy để mình coi à. Cái chuyện gì mà không nghĩ ra. Cái đó tuổi trẻ đó thì mình khá 50 rồi, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà ngồi mà chầu kịch để mà chờ cho cái máy nó có đủ pin để mình coi thì tôi, mà nhất là có nhiều cái chỗ nó không có tiện để mình ngồi mình ghim điện cho mình ngồi mình chờ. Tôi phải nói, tôi cũng là người Việt Nam, tôi biết mà, ở xứ nào với xứ mình cái đó nó bất tiện lắm. Ngoài đường ngoài xá thì làm gì có cái chỗ để mà mình ghim cái dây điện. Và thứ hai nữa là mình sơ sẩy là nó mắc. Và thứ ba nó coi nó dị, nó giống ai hết. Trong khi bên xứ ngoài này, những cái chỗ công cộng như nhà ga, phi trường, trạm xe, cái chuyện mà kiếm cái chỗ nhà sạc pin cho phone hoặc cho iPad nó rất là bình thường. Mà xứ mình không có. Mà vậy mà họ đanh đọn, họ nói in sách làm chi, trong khi nó bỏ nó online được rồi. Mà tới hồi tôi về xứ tôi biết cái chuyện mà như vậy không có phải dễ, khó lắm. Bởi vì tôi nói như vậy là bởi vì tôi đang đề nghị các vị để cái cuốn Thanh Tịnh Đạo trước mặt là như vậy đó. Cái Thanh Tịnh Đạo nha. Rồi bây giờ là mình tiếp theo là mình sẽ học về cái hồng danh của Pháp. Niệm Pháp là niệm sao? Niệm Pháp ở đây đó, cái gì chờ tôi một chút, tôi phải mở cái chú giải ra. Rồi xong, nhanh nhiên nữa mẹ. Niệm Pháp, niệm Pháp, chỉ có bài gì thôi. Tôi đang mở cái này ra, tôi đang mở cái này ra, đang mở ra, đang mở. Đúng là trong đó thì có mà tôi muốn kiếm thêm thôi. Tôi đã có mà tôi muốn kiếm thêm. Rồi, ở đây đó. Cái chữ, rồi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cái khéo thuyết giảng ở đây đó hả? Nó có nhiều nghĩa nhưng mà mình hiểu nhầm ở đây đó. Cái khéo thuyết giảng, các vị nhìn, các vị nhìn cái vị này nè, anh gặp mưa cuối mùa bỏ sinh dấu thì thấy đó. Niệm Pháp là niệm thế nào? Theo tôi biết là Phật tử Việt Nam là chỉ có 99% là chỉ có niệm Phật thôi, chứ không có biết niệm Pháp. Chứ thực ra trong đời sống đó, nếu mà nói một người Phật tử mà còn học đạo đó, thì niệm Pháp là một cái đề tài rất là thú vị và phải nói là cũng rất là thường xuyên, thậm chí là không có kém gì cái đề mục mà niệm Phật hết. Tôi ví dụ như là trong kinh mới có cái lần đó, bà Subhavasa đó, bà bị bà là một đại tín nữ của Đức Phật ấy. Bà sinh con mà sinh khó đó, bà đau đớn kinh khủng lắm, đau đớn kinh khủng lắm. Thì lúc đó bà niệm như vậy để mà bà bớt đau. Bà niệm là Thế Tôn là cái người đã chấm dứt vĩnh viễn cái cơn đau như thế này. Ngài là người đã thuyết giảng cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt những đau khổ như là mình đang chịu. Ngài là người đã không còn cái khổ này nữa, và Ngài là cái người đã thuyết giảng cái con đường mà dẫn đến sự chấm dứt cái khổ này. Đó là niệm Phật. Rồi bà mới niệm tiếp, bà mới nói là còn cái chánh pháp lời dạy Thế Tôn đó, chính là cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt này đây. Thế Tôn là người đã tuyên bố cái con đường đó, mà chánh pháp chính là cái con đường đó. Còn tăng chúng chính là những người đang hành trì, gọi là đã thành tựu trên cái hành trình đó đó. Những vị mà đang hành trì cái con đường, hoặc là đã hoàn tất những cái đoạn đường, hoàn tất cái hành trình mà chấm dứt cái nỗi đau này nè. Bà niệm như vậy. Và tôi tuyệt đối tin tưởng cái chuyện đó, tôi tuyệt đối tin tưởng chuyện đó. Mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng không phải để cầu cái sự gia hộ, phù hộ, nhớ nha. Không phải là cầu sự gia hộ độ trì như là cái người mà tào lao, nó thẳng lên tôi xài chữ tào lao á, không có học đạo cứ đi tin như vậy. Tại sao tôi kêu đó là tào lao? Là bởi vì nếu mình cầu mà không được, có phải mình bất mãn không? Bất mãn chứ. Thì ai ví dụ thị mình nói là niệm hiện là sẽ được Phật giúp, mà có ai giúp mình đâu. Vậy mình đâm ra bất mãn, mà như vậy là sai. Vậy là sai. Đức Phật đâu có làm gì để mình thất vọng. Vậy mà mình tự mình hành động sai lầm rồi bất mãn ngài thì cái chuyện đó, cái chuyện không có chấp nhận được. Cho nên tôi gọi đó là tào lao là vậy đó. Đức Phật ngài chỉ dạy cho mình con đường tu hành là chính mình phải hành trì, chứ mắc cái tiếng gì mà mình phải đổ mọi sự lên ngài. Ngài là ông thầy thuốc thôi, ngài chỉ ra toa, ngài viết toa, ngài thậm chí ngài cho thuốc mình nữa. Ngài ra toa, ngài cho thuốc, nhưng mà uống hay không là mình. Rồi mình có kiên cử hay không là mình.
mình cái sinh hoạt đúng như thầy nói, mình có chạy bộ, mình có phơi nắng, mình có vận động hay không, mình có sống trong chỗ thoáng khí trong lành hay không, toàn bộ những gì là chuyện của mình nha. Ngài chỉ cho thuốc, ngài chỉ là nhắc nhở, khuyên bảo cái cách mà coi như là sinh hoạt, ăn uống, thuốc men, kiêng khem. Ngài chỉ nói cái đó thôi, còn chuyện mà có làm đúng hay không là phần của mình. Rồi bây giờ mình về mình làm không có đúng thì mình trách bác sĩ, hoặc là bây giờ mình đi tin bác sĩ bằng cách là mình chụp cái hình bác sĩ về mình treo trong nhà mình á, mình kêu quỷ thì mình thở trong nhà để cho hết bệnh, để quý vị nghĩ cái gì nó có hay không. Cho nên ở đây dứt khoát là không có rồi, đây là không có chuyện đó, không có cái chuyện mà đi chụp hình bác sĩ treo trong nhà hết. Cho nên ở đây mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là niệm cái ý nghĩa, niệm tới đâu thì thấm thiết ý nghĩa đến đó. Thì khéo thuyết ở đây có nghĩa là sao? Khéo thuyết ở đây có nghĩa là từng câu, từng chữ của Đức Thế Tôn không dư và không thiếu. Không dư có nghĩa là không có chỗ gì để, không có cái gì để lại bớt ra. Mà không thiếu là nghĩa là không có cái chỗ nào cần phải thêm vào. Thì đó được gọi là hoàn hảo, được gọi là khéo thuyết nhé. Được gọi là khéo thuyết. Và từng câu từng chữ trong đó đều nhắm đến một cái mục đích, một ý nghĩa duy nhất thôi, đó là giải thoát. Đại dương có sâu có rộng bao nhiêu thì chỉ có một vị mặn của muối. Chánh pháp có sâu có rộng bao nhiêu thì cũng có một vị duy nhất, đó là giải thoát. Dầu cho Thế Tôn có nói về bố thí, có nói về trì giới, có nói về thiền chỉ, có nói về thiền quán, có nói về kham nhẫn phục vụ, rồi thuyết pháp, rồi hành xả, rồi trí tuệ, vân vân, ngài có nói cái gì đi nữa thì trong cách nói của vị chánh đẳng giác á, nếu mình để ý thì chỉ có một mục đích, một cứu cánh, một hương vị duy nhất, đó là sự giải thoát. Mà phải đọc kinh, đọc kinh cho nhiều kìa mình mới thấm cái đó chứ, còn mà lâu lâu đọc một lần thì mình không có nhận ra cái điều này. Mà nếu đọc kinh lâu ngày, đặc biệt là bản dịch thì Minh Châu độc đáo, và là rất là độc đáo, đọc lâu ngày mình sẽ nghiệm ra một điều. Ngày kêu mình làm thiện thì buổi đầu nếu mình đọc kinh, đọc sách mà ít á, tôi phải nói thêm, mà vì tôi nói hoài bà con dẫn mà tôi vẫn phải nói là thêm, tôi biết 99% Việt Nam là sợ đọc sách. Cái người Việt Nam sợ đọc sách, đọc tào lao thì nhiều ạ, đọc ba cái mà Quỳnh Giao, Từ Tốc, Lưu Quốc Nghĩ đó, thì đọc mấy cái đó thì có đọc nhiều người trước tấm lâm và Tùng Long gì đó. Chứ còn ba cái thứ mà đọc mà nó hơi tinh thần, nó tâm linh, mình sợ lắm nha. Thì có nói là mình đọc, tôi nhắc lại, coi kinh coi sách mà lâu ngày sẽ thấm là cái này. Buổi đầu mình thấy cái phần ngày dạy mình làm các công đức, mình tưởng là ngày kia mình vun bồi phước báo. Nhưng mà đọc kỹ, đọc hoài, đọc riết một ngày đó mình sẽ thấm được điều thứ hai nữa. Là tất cả những gì mà gọi là việc làm công đức mà ngày kêu, rõ ràng mình thấy đó, ở trong cái lời dạy đó, cái điều thiện của Đức Phật hoàn toàn không giống cái điều thiện ở ngoài đời họ nói. Ở ngoài đời họ nói đó, thì mình thấy thiện, là cái gì đó hay ho, là ghê gớm. Nhưng cái thiện mà trong cái cách nói Đức Phật đó, nó chỉ mang ý nghĩa phương tiện thôi. Nếu mà đọc sách, đọc kinh lâu ngày, nó sẽ thấy là cái điểm này. Đúng, việc thiện, việc lành là đáng làm lắm. Nhưng mà đọc kỹ, đọc lâu ngày, mình thấm thía là Phật, mình sẽ thấy rằng là cái thiện mà Đức Phật nói đó, nó mang ý nghĩa phương tiện, nó chỉ nặng về phương tiện thôi. Có nghĩa là còn nông dục sanh tử thì con phải làm thiện, đúng. Nhưng mà nó không phải là cái để mà con kiêu ngạo, để mà con coi nó là tất cả, vì nó chỉ là phương tiện. Và bản thân cái thiện nó cũng là nhân sanh tử. Bản thân cái thiện ấy mà cũng là nhân sanh tử. Bản thân cái thiện cũng là nhân sanh tử. Cứ nhớ như vậy, nhưng mà tại vì kẹt phải làm thôi. Kẹt phải làm, nói chi lẽ. Mà tôi cũng nói thì cũng hết lòng rồi nói vậy thôi, chứ còn mấy cái điều này là tôi cũng e là đối với Phật tử là nghe bể rồi, nó cũng bể mình lắm, nghe chịu nói. Sao thiện mà kẹt lắm mới làm là sao? Có nghĩa là không, cái chữ này, cái câu nó có nghĩa là không có coi nó là cái gì đó ghê gớm để mà tự hào tự mãn, mà tại vì mình bình thường uống thuốc, làm việc làm nó chỉ là uống thuốc thôi. Tại vì nếu mà mình không uống thuốc thì cái bệnh nó hành mình chỉ vậy thôi. Thì ở đây cũng vậy, cái đồng tiền các vị biết không, tôi đâu có tiền, tôi nghèo lắm, ở trong nước hay ngoài nước tôi nghèo lắm. Nhưng có một điều tôi nói thiệt, cái một trong những thứ mà tôi gớm nhất trên đời này đó là tiền. Trên đời này không có cái gì nó dơ bằng tiền. Nói theo cái các vị biết đó, là người ta nói là cái bồn cầu á, cái bồn cầu ở trong toilet ai cũng tưởng nó dơ, chứ thật ra cái bồn cầu á, nó không có dơ bằng cái bàn phím của cái máy computer.
thực ra cái bằng cầu nó không có dơ bằng cái tiền mà mình cầm, cái tiền mỗi ngày mình nhét trong túi. Rồi có nhiều người họ còn có tật, họ le lưỡi, họ đếm nữa chứ. Trời, tôi nhìn cái đó tôi muốn ói luôn, muốn ngửa luôn vậy. Cái tiền của mình nó dơ coi như là không ai tưởng tượng được. Nhưng mà bây giờ kẹt quá thì sao? Hôm nay giờ mình làm gì với nó đi? Hôm nay giờ mình làm gì? Hôm nay giờ mình nói nó dơ rồi đưa hôm lấy. Cái vị nào góp thì cứ gửi cho tôi ha, tôi đưa địa chỉ cho, hoặc tôi đưa cho cái số công nhà băng á, quý vị chuyển cho dùm ha. Gớm thì cứ chuyển vô đó, gớm thì cứ chuyển vô, vài trăm ngàn cũng được, mà hai ba chục đồng cũng được, gớm chuyển vô. Tôi gớm lắm nhưng tại sao tôi nhận, bởi vì căng hay phải sai. Chứ còn nếu mà nói gớm là tôi nói thiệt. Các vị cứ biết một chuyện là mình không có duyên gặp nhau đâu, cho nên tôi nói thiệt là cái bàn phím ở trong cái computer của tôi đó, ai mà dùng rồi đó, đây là một cái chuyện mà tôi đến bây giờ nó đã đi vô máu của tôi rồi. Cái bàn phím là một cái phone của tôi mà ai mà đã đụng tới rồi mà họ vừa xe lên đi là tôi lấy anh con tôi lao rồi. Mà trước khi tôi đọc báo tôi biết đó là bacteria, trước khi tôi biết là có vi trùng rồi. Trước khi tôi đọc báo mà họ nói nó dơ là tôi đã như vậy, tôi gớm. Cho nên là tôi có rất là nhiều những cái miếng mà anh con mà nó kêu là anh con viper. Nó từng cái miếng giấy mình tôi tẩm sẵn là tôi để trong cái bịch nhỏ nó, tôi có cả ngàn miếng như vậy đó. Mấy người mà họ đi bán thuốc tây họ cho chứ tiền đâu mua đó, là cứ là cái gì mình gớm là mình cứ lao. Tôi đi vào trong cái toilet mà công cộng đó, là tôi bấm nút toàn là bằng kinh không, bằng kinh mà hoặc là tôi lấy từ giấy tôi chứ không thì tôi dùng ngón tay. Còn cái cửa mà nó đi ra đi vô bao giờ đi nữa là tôi rửa tay, trước khi rửa tay là tôi xé giấy trước, tôi kẹp vô trong tay với, rồi tôi mới rửa tay xong rồi là tôi mới lấy tờ giấy ra, tôi mới lao xong rồi tôi mới dùng tờ giấy đó tôi để tôi mở cửa, rồi tôi lấy cái chân tôi kèm cái cửa lại, rồi tôi mới liền tờ giấy vô cái sọt giấy, xong rồi thì tôi mới đi ra. Coi như là bàn tay của tôi không có còn đụng tới cái vòi nước, không có đụng tới cái đồ bấm nút, cũng không đụng vô cái cửa. Không phải là tôi nói là tôi sạch, nhưng mà phải nói là khi tôi đọc báo tôi sợ quá, sợ nó gớm. Mà có ra là nó đi ra từ cái chỗ là mình quằn quá, cái kiểu đó, cái là người này truyền với người kia bằng cái chỗ công cộng nhé. Mà bây giờ cái thiện pháp ở trong kinh mình nói là cái gì? Thiện pháp thật ra trong cái nhìn của Đức Phật cũng là nhân sanh tử. Nhưng mà kẹt thì phải xài. Chứ còn gớm thì phải nói gớm, bởi vì Đức Phật dạy rằng này các thì anh này sao lại phát giống như một cái miếng phân mà nó dính ở trong cái đầu que gỗ, ví dụ cái miếng phân đó nó nhỏ xíu đi nữa thì phân muôn đời nó là phân, thì nó đáng gớm như thế nào? Thì cái cuộc sinh tử hễ còn một chút hiện hữu, một chút tồn tại thì coi như nó là cái điều đáng chán, đáng sợ. Một chút thôi, nghĩa là một chút xíu phân cũng là phân, một chút hiện hữu trong đời này cũng là sự hiện hữu. Cho dù đó là sự hiện hữu của một vị phạm thiên phi tưởng phi tưởng, hay là sự hiện hữu của một con ong cái kiến nhé, thì nó vẫn là sự hiện hữu. Chánh pháp khéo thuyết ở đây có nghĩa là ngài nói làm sao á mà cho người ta nghe vô người ta thấy phải buông hết. Đó là vị chánh đẳng giác. Thì đầu tiên là cái chánh pháp là phakkavata tham mô, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng là như vậy. Rồi cái tiếp theo là cái samdhitiko. Cái chữ samdhitiko ở đây nó có nghĩa là tự mình thấy chứ không có thể nhờ cậy vào ai hết. Không thể gọi là parasattha nhé. Parasattha là niềm tin vào kẻ khác. Đó là không, chỉ khoan là không. Không thể như vậy. Là cái đó tự mình thấy, tôi nói 1.000.000 lần đó là cái cà phê mà mình không chịu uống ha? Mà mình cứ đi nghiên cứu là 800 cái thư viện trên toàn thế giới ha? Mình nghe coi người ta mô tả cái mùi cà phê nó ra sao ha? Mùi cà phê nó ra sao mà uống thì muốn cứ đi đọc sách thôi, rồi đi hỏi những cái chuyên gia cà phê ha? Hỏi cái mùi nó làm sao, rồi cứ nhờ họ tả giùm. Thì tới chết gì nữa thì mình cũng không biết cái mùi cà phê, cái vị cà phê nó ra làm sao. Trong khi cái đạo giải thoát cũng y chang như vậy đó, là cứ hành trì cho đúng,
thì tự nhiên mình sẽ ngộ ra. Và ở đây tôi chỉ hy vọng mong manh và rất là mong manh là có người đã từng trải qua cái kinh nghiệm này, là nó có những cái thấm thía về chuyện đời, về chuyện đạo, mà đột nhiên nó xảy đến cho mình ngoài cái dự tưởng. Có những cái vấn đề giáo lý mà coi như là một ngày đó tự nhiên bừng nó sáng lên. Nó sáng lên mà cái sáng này nó là sao đó mình muốn nó trở lại không có nữa. Đặc biệt như vậy, cái trí văn ấy là mình nhớ, mình học rồi mình nhớ, mốt mình quên cái mình mở sách ra nó trở lại. Đó là trí văn. Còn trí tư là mình ngồi mình gặm nhấm, mình suy nghĩ mà mốt rồi mình quên đi, mà mốt mình chợt nhớ lại, mình vừa nhắc đến nó tự nhiên nó quay trở lại. Nhưng mà đặc biệt trí tu là khác. Cái trí tu nó là một cái sự nhận thức mà mang cái tính gọi là đột hiện. Tự nhiên nó xuất hiện đó rồi nó sẽ đi. Một là mình đủ duyên mình chứng thánh, còn không thì đó là một sự thấm thía mà rùng mình nổi da gà trong vòng tích tắc, rồi thì sao nó mất tiêu. Nó lạ như vậy, nó mà nói cái đối ra quý vị không có tin cái chuyện đó, mà chỉ có thật. Nó có những thấm thía lạ lắm. Nó đã, ngay cái lúc đó là nó đã lên tới ốc đó. Mà mình cảm nhận là sao, tại sao ốc của mình thật sự là nó đã thiệt. Nhưng mà rồi nó mất. Mình thấy là đúng rồi, vô thường là cái này nè. Là tự nhiên có một ngày mình nhận ra một điều đó là cái này nói cho vui thôi, vì lòng đại bi này nói. Chứ còn cái này là cái pháp môn mà nhìn mình như nhìn người khác, đó là đặc biệt lạ lùng lắm. Hãy thử một lần quan sát mình như là nhìn người khác. Hãy một lần nhìn mình như nhìn ai đó một lần đặc biệt luôn, thì cái đó được gọi là sanh đức thế côn. Có nghĩa là cái sự chứng ngộ trong đạo này, trong giáo pháp này, không có phải là đến từ cái parasattha nhé, niềm tin từ người khác nhé, mà nó phải là cái sự thực chứng tự bản thân của mình. Thì có lần cái phần đó định nghĩa thế này, sanh đức thế côn có nghĩa là sao? Có nghĩa là tự mình hành trì đúng, mình được an lạc. Và ngay khi mà mình được an lạc thì mình trở thành ra là cái sự an toàn đối với người khác. Cái định nghĩa này nghe rất là kỳ, nhưng mà tôi rất là tâm đắc cái định nghĩa này của Đức Phật. Tôi rất là tâm đắc định nghĩa này. Nghe nói là cứ tập trung ở mình đi, cứ làm đúng phần ở mình đi, thì ngay khi mà mình thành tựu được thiện pháp, thì ngay cái lúc mà mình thành tựu thiện pháp thì cả mình và người khác đều được an toàn từ cái sự thành tựu đó. Tôi nhắc lại định nghĩa ngày này nghe rất là kỳ, nhưng mà cái định nghĩa này đối với tôi đây là định nghĩa tuyệt vời cho cái chữ sanh đức thì cô. Chứ có nghĩa là cứ lo phần mình đi, cái chữ này có nghĩa là cứ lo phần mình, thì khi cái chuyện mình xong thì tự nhiên người khác cũng sẽ được ổn. Không biết các vị còn nhớ cái câu chuyện mà hai ông cháu mà đi hát xiệc, cái chuyện trong kinh kể đi hát xiệc mà hai ông cháu đâu có nghề ổng gì đặc biệt. Thì cái xiệc xiệc tà lao, ví dụ như là có cái cây tre, thì cái tre cao lắm, thì thay phiên nhau, người này dẫn cho người kia leo từ dưới leo lên cao, rồi người ta thấy tội nghiệp, gọi là ta thấy hay, người ta cho tiền hai ông cháu sống mình cách đó. Có nghĩa là cái người này ôm cái gốc tre đó, người kia leo lên, cái đó cũng hơi khó, nhưng mà được cả. Nó cũng có gì ngoạn mục cho lắm, nhưng mà nhờ vậy cũng sống được thời gian. Người theo thời gian thì người ông ấy, có ông nội đó, thì càng lúc càng già yếu đi, tay run mắt cũng mờ. Thì có một lần đó, ông đi biểu diễn ở một cái làng xa, người ta đang buông người ta coi, thì ông mới kêu đứa cháu nó, bây giờ cháu ôm cái gốc cây này ông leo nha. Các vị còn nghe rõ không? Thì mấy thì đứa cháu nó mới ôm cái gốc cây tre đó cho người ông leo lên. Thì người ông leo hồi đó thì đứa cháu nó nhìn nó thấy người ông mệt quá đi, nói được không ông, được không ông, thôi ông xuống đi nha, được không, ông thấy được ông xuống đi chứ nguy hiểm nha, ông bây giờ tay ông yếu rồi. Thì người ông trả lời thế này, có vị có biết tôi đang nổi da gà. Cái cách đây mấy hôm có phật tử nữ tới đây, họ mới lấy có dùng một cái khăn để mà họ lao cái bàn Phật, mà trong cái khăn đó nó làm biết làm sao nó có cái nước hoa luôn. Bây giờ nhà ở của mình mà tôi đang ngồi giảng, tự nhiên tôi nghe nước hoa nó phản phất lặn sống như thế không,
sao nó giờ rình vậy? Rình vậy? Trời thì rạng sáng rồi nhưng còn tối thui à, giờ thì sớm, bây giờ thì nhưng mà bây giờ lâm trống trời tối thui, người tự nghe một đứa hoa thoáng rồi hết hồn, hết hồn. Hoặc là có những đêm mà mình đang đứng ngoài sân mà mình nghe một khối thuốc lá mình cũng lạnh sống. À, có cái câu chuyện mà tôi mới biết bữa hổm, cái chuyện mà chuyện thị kính là cũng là từ một cái suy nghĩ giống như vậy. Tức là cái chỗ mà biết có mình hả, mà tự nhiên nghe một khối thuốc lá là mình hình dung là có một cái người nào họ đang nấp gần đó, trở lên kênh thèm họ chịu không nổi, họ hút. Nhưng mà cái chuyện rùng rợn nhất là mình tưởng tượng có một cái người nào đó họ đang biết một tối họ nhìn mình á. Ghê quá hả? Ok. Thì lúc đó người ông mới nói thế này, người ông mới nói với cháu cái câu này hay này: cháu cứ lo cái phần của cháu, cháu cứ lo cái phần của cháu thì ông sẽ được an toàn. Câu rất là hay. Samdhitiko. Cứ lo phần của mình, cuộc đời chung quanh sẽ nhờ vậy mà tốt hơn một tí. Biết cái việc cái nghe cái câu này không? Cứ lo phần của mình đi, à, thì cuộc đời chung quanh sẽ nhờ vậy mà tốt hơn một tí. Tôi biết nhiều người không chấp nhận câu này, nên ráng băm lỗ tai ra mà nghe. Là tại sao? Là bởi vì chỉ cần trong đời này mà có thêm một cái thằng ăn cắp á là khổ cho người ta rồi, thấy chưa? Có thêm một cái kẻ nhiều chuyện, nó ăn rồi mà ngồi lê đôi mắt mà đi nói xấu chuyện làng trên xóm dưới là khổ người ta rồi nha. Bây giờ mình bỏ được cái tật ăn cắp vặt, mình bỏ được cái tật mà tào lao nhiều chuyện, có phải mình giúp được người ta hay không hả? Trong xóm trong làng mà bớt thì mọi người nhiều chuyện, có phải là đại phúc vạn hạnh cho người ta hay không? Hay là còn muốn cái gì nữa? Anh còn muốn cái gì nữa? Đến như vậy rồi mà anh còn không thấy sự đóng góp của người ta hay sao? Hả? Anh có biết là một cái kẻ nhiều chuyện nó có thể làm cho người ta tan nhà nát cửa hay không? Mà bây giờ nó ngậm họng nữa, nó không có nhiều chuyện nữa, có phải là đại phúc cho người ta hay không? Cái đó có phải là sự đóng góp cho người ta hay không? Cho nên cái quan trọng ở đây là anh cứ lo phần của mình đi, thì tự cuộc đời xung quanh nó sẽ nhờ vậy nó khá hơn. Hồi nãy giờ tôi định nghĩa theo kiểu thế gian đó, mình gì đó là trong đạo mình đó. Thì cứ lo cái thiện pháp của mình. Khi mà anh có cái sự chứng ngộ đó, ở đây cái chữ Sanhitiko nó có hai nghĩa. Một đó là sự giác ngộ chỉ có ở chính mình, không thể vay mượn xài chung với ai. Cái nghĩa hai đó có nghĩa là, và khi mỗi người được tốt thì thiên hạ cũng được tốt. Cũng được tốt. Như vậy thì cái chuyện đầu tiên đó là tự mình trước. Cái chuyện tự mình trước, chuyện tự mình trước cái đây. Mà cái chuyện mà thiên hạ cũng được tốt ở đây đó là sao? Không phải là mình tu giùm người ta. Cái câu này không biết mình có hiểu câu này không? Khi mỗi người được tốt thì thiên hạ cũng tốt. Cái chữ tốt này không phải là mình tu giùm cho người khác, mà tốt ở đây đó, tốt ở đây là môi trường chung quanh sẽ sạch và đẹp hơn. Vì khi đó mỗi người đã là một đóa hoa. Đóa hoa biết không? Biết nói gì có hiểu không? Biết. Chúng tôi hỏi các vị một cái hoa hồng nó là vô tri, nó không biết nói. Nhưng mà chỉ cần nó là một đóa hoa thôi thì nó có mặt ở đâu là cái chỗ đó tự nhiên nó đẹp. Mà hoa hồng các vị biết nó có hai loại, nó không, nó có nhiều loại lắm nhưng mà gom lại có hai thôi. Một là cái loại nó là nó không có mùi, mà có cái loại thì nó có mùi.
nó tới 800 loại bông hồng đó, nhưng mà tôi chỉ nói gom nữa, chỉ có hai loại thôi. Một là loại có mùi và loại không có mùi nha. Thì hễ là cái loại mà có mùi á, cái loại không mùi á, thì chỉ cần nó có mặt là cái chỗ nó đẹp rồi. Còn cái anh có mùi còn thêm cái nữa là hễ có mặt á, ảnh có mặt ở đâu nó vừa đẹp và nó vừa thơm. Ok. Samdhiko rồi tới cái Akaliko. Akaliko là vượt ngoài thời gian nhé. Akaliko. Akaliko là vượt ngoài thời gian. Nghĩa là sao? Cái này nó hơi cái nó hơi chuyên môn một chút. Theo trong A Tỳ Đàm nói đó, thì tất cả nghiệp thiện ác ở cho quả bất định về thời gian. À, vô bất định. Thí dụ như bây giờ tôi nghe pháp, thì một lúc nào đó trong kiếp sau tôi sanh ra tôi có cái trí tuệ, gọi là trong đời này đó, thì nhờ tôi nghe nhiều, một lúc nào đó tôi sẽ có cái sự sáng suốt, sự hiểu biết, ví dụ như vậy. Nhưng mà chỉ có ở trong cái giáo pháp thì cái đẳng giác mới có một trường hợp đặc biệt, đó là cái sát na thánh đạo đó, nó xuất hiện trước cái sát na thánh quả, không có xen kẽ, tức là đạo trước rồi quả đi theo liền. Mà cái này thì người bà con chỉ nghe cho biết vậy thôi, chứ còn tôi biết nhiều người không học ở Tỳ Đàm thì không bận tâm cái này. Mà đây là điểm độc đáo, đây là điểm độc đáo, có nghĩa là cái có nhiều vị pha vị thì giảng cái chỗ này, vị giảng kiểu thơ mộng, vị đó là ý nghĩa chính pháp là vượt ngoài thời gian, bởi vì lúc nào cũng hay hết, không có bị năm tháng làm phai phôi nhạt nhòa. Không phải, theo tôi thì cái đó là vì thương đại chúng mà nói cho nó dễ nghe vậy thôi, chứ còn nếu nói chuyên môn bà con nghe không có nổi chỗ này. Cái Akaliko đây có nghĩa là cái tâm thánh đạo nó xuất hiện trước, thì tiếp theo đó là tâm thánh quả xuất hiện ngay, không có bị gián đoạn bởi, không có bị xen kẽ bởi một thứ nào khác. Cái đó là điểm đặc biệt của chánh pháp. Và tại sao trong kinh này nhấn mạnh như này, là bởi vì cái chuyện mà mình làm lầm đó, mình được hưởng phúc á, là cái chuyện đã xảy ra từ trong vô số kiếp rồi. Mà có cái điều đặc biệt đó là cái đạo quả là cái mà chỉ xuất hiện một lần thôi. Ví dụ như tâm sơ đạo nó chỉ xuất hiện có một lần thôi. Cái chỗ, cái thời điểm mà tâm đạo, thánh đạo, thánh quả này gặp nhau đó, thì chỉ có xuất hiện một lần thôi. Thánh quả sau đó có xuất hiện nhưng mà không còn đạo nữa, đạo chỉ xuất hiện một lần. Cho nên cái sự gặp gỡ giữa thánh đạo, thánh quả chỉ có một lần thôi. Tức là một lần sơ đạo sơ quả, một lần nhị đạo nhị quả, một lần tam đạo tam quả, và chỉ có một lần tứ đạo tứ quả, chỉ một lần đó thôi. Có nghĩa là cái tâm đạo xuất hiện trước rồi tam quả xuất hiện theo sau, đây là điểm đặc biệt chỉ có trong chánh pháp thôi. Tức là vừa thấy xong, vừa liễu ngộ xong thì lập tức thành ra con người khác ngay khoảnh khắc đó. Thay vì phải đi thế gì, nếu mà không phải là thánh đạo thánh nhân, không phải, nếu không phải là sự chứng thánh thì không bao giờ có trường hợp đó. Bởi vì chỉ có một trong một sắc na, chỉ trong một sắc na đạo thôi là lập tức mình không còn là phàm phu nữa, chứ không cần là phải tới quả nữa. Chỉ cần cái thánh đạo, cái sắc na thánh đạo xuất hiện thì mình không còn là người cũ nữa. Đây là điểm độc đáo, mình không còn là người cũ nữa, mình thành là có người khác. Chỉ trong một sắc na lập tức trở thành có người khác. Ví dụ như cái tâm thánh đạo, tâm sơ đạo vừa xuất hiện thì vĩnh viễn kể từ giây phút đó trở đi, mình không còn là phàm phu, mình không còn khả năng sa đọa nữa, và mình không còn cái khả năng mà trở lui cõi dục quá bảy kiếp. Cái chữ thất lai này có nghĩa là vậy đó, có nghĩa là không còn cái khả năng mà trở lui quá bảy kiếp. Còn cái nhất lai tư đại hàm là không còn cái khả năng trở lui cõi dục giới quá một kiếp. Còn bất lai là không còn, hoặc là hoàn toàn không còn cái khả năng trở lui cõi dục giới một kiếp nào nữa, thì gọi là bất lai. Thì cái chữ lai ở đây này nó chỉ cho cõi dục giới nha, sự trở lại cõi dục giới. Thì cái đây là điểm độc đáo của chánh pháp. Sanh thế của Kaliko. E, cái chữ Ehipasiko. Cái chữ Ehipasiko. Ehipasiko. Cái chữ này có nghĩa là thách thức mọi thử nghiệm. Thách thức mọi thử nghiệm. Có nghĩa là sao? Một có là chánh pháp là điều có thật.
và thanh tịnh đáng chiêm ngắm. Một là điều có thật, nên là Wicca ma nó tà. Hai, lý do khiến chánh pháp được gọi là Ehipasiko. Một là Wicca ma nó tà có thật, không hư dối. Thứ hai là Phá Ari Suthata là thanh tịnh, lìa phiền não, lìa phiền não, không đau khổ. Đó, đây là hai ý nghĩa. Vì trong kinh mấy ví dụ thế này, trong kinh nói đó, mình muốn kêu người ta nhìn cái gì đó thì cái đó phải có thật, có đúng không? Mình muốn đưa cho người ta coi cái gì thì cái đó phải có thật trong tay của mình chứ, người ta có thật. Thế mà cái lớn nhỏ hay không mình không cần biết, mà mình chỉ biết là mình muốn mời, muốn rủ, muốn kêu người ta coi cái gì đó thì cái đó nó phải có thật, có thật chứ còn nó không có lấy gì coi. Ví dụ như bây giờ tôi mời người tới nhà cái giò lan thì phải có mấy giò lan thì tôi mới mời, chứ không có mấy giò lan mà tôi kêu đến nhà tôi coi lan là coi làm sao. À, cho nên là cái này là cái chuyện đầu tiên là cái điều chính pháp đó là có thật, có thật cái đời. Điều thứ hai nữa là trong kinh đó, thứ nhất mình cũng mời người ta đó tới nhà nó thì để coi cái gì cái đó phải có thật, và thứ hai là cái vật đó là phải là cái vật sao đó nó phải xứng đáng, chứ có ai mà đi mời người khác lại coi nhà mình coi cái đống phân. Nó trong kinh đó chứ phải tôi nói nha, chứ ví dụ trong kinh đó chứ phải tôi nói nha. Thì trong kinh nó không lý nào mình mời người ta tới để mình khoe cái đống phân của mình, khoe cái bãi nước bọt của mình, cái gì nó không có rồi. Mà mình mời người ta tới là để coi cái một cái món cổ vật quý hiếm, để khoe một cái chuỗi ngọc trai hay là một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, thì mình mới là mời người ta tới coi. Chứ còn tự nhiên mình mời người ta tới coi một cái đống rác tào lao nhà mình coi làm cái gì nhé. Cho nên ở đây cái chữ Ehipasiko đây có nghĩa là chánh pháp sẵn sàng, cái chánh pháp sẵn sàng cho mọi thử nghiệm, kêu gọi mời gọi mọi thử nghiệm, nghĩa là hãy đến đi, hãy đến để xem, hãy đến để xem, hãy đến để mà tu tập, hãy đến để mà trầm tư. Người chánh pháp cái chánh pháp nghĩa là thấm thức mọi thử nghiệm. Hãy đến, hãy tới. Ehipasika là thấy hả? Ehipasika là thách thức mọi thử nghiệm. Thì ở đây mình thấy là có hai nghĩa. Một là Wicca-ma-na-ta, có nghĩa là chánh pháp là có thật, không hư dối. Thứ hai là Parisuttha-ta là chánh pháp là thanh tịnh, đáng là chiêm ngắm. Tôi giải thích bằng cái ngôn ngữ nhẹ nhàng cho bà con nghe, vì dễ có khái niệm. Còn đọc sâu đọc xa là con gì khó vô trong thanh đạo ha, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Còn mấy cái này mà không có giải thích chữ nhiều người cũng hơi bể mình một chút rồi. Rồi cái Upanayiko, Upanayiko đây có nghĩa là Upanayiko, pháp có công năng đưa lên trên. Thì Upanayiko có nghĩa như vậy đó, nó có nghĩa là như vậy, có nghĩa là chánh pháp có cái công năng đưa mình đi về phía trước, không để mình thụt lùi, đưa mình lên trên, không để mà mình bị rớt xuống thoái đọa. Đó gọi là Upanayiko. Mà cái chuyện này mình phải nhìn nhận nó có chỉ một ngày thôi, một giờ thôi mà mình sống bằng thiện tâm đó hả, thì tự nhiên mình thấy đó, mình có sức sống. Sức sống trong khi đó mình sống bằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Nếu mà mình để ý nha, phải nói thêm chỉ để ý, tức là tỉnh thức đó, thì mình thấy ngày nào mà mình sống bằng phiền não đó, ngày đó mình bị xệ dữ lắm, mình bị tuột dữ lắm, mình bị rớt xuống sâu lắm. Nhưng mà cái ngày nào mình sống bằng thiện pháp, sống bằng cái
cái niềm tin sống bằng cái trí tuệ, ngày nào mình sống bằng cái thiện pháp nói chung đó, thì cái ngày đó chính mình thấy mình được an lạc. Có nghĩa là mình được đẩy về phía trước, không có tụt về phía sau, được nâng lên trên chứ không bị thối đọa, bị rớt xuống như thạch. Loại cái tinh thần chánh pháp là như vậy, tinh thần chánh pháp là như vậy. Và trong đây nói gọn nhất, tất cả mọi cứu cánh trong đời này, dầu cao hay thấp đều tạm thời, chỉ có niết bàn là một đi không trở lại. Mọi cảnh giới ở đời chỉ là tạm thời, có cái cứu cánh mà chánh pháp hướng tới đó, cứu cánh niết bàn đó, thì không có bị rớt xuống lần nữa, không bao giờ. Chỉ còn tất cả mọi cảnh giới cao thấp ở đời này đó, nó đều là tạm thời hết, nó đều là tạm thời hết. Cho nên chánh pháp mình có khả năng hướng thượng, như là đưa người ta lên trên, mà trên đây là trên tuyệt đối. Ở đây nói nghĩa tuyệt đối, à, đây nó nghĩa tuyệt đối. Mọi cảnh giới cao thấp ở đời đó, ví dụ như bây giờ mình sanh về cõi phi tử rồi thì nó hết tuổi thọ cũng rớt trở xuống. Ở đây tôi không dù quay quý vị nhìn thấy cái bánh xe nó xoay đó, thì cái mình lúc mà nó đang đậu trên đường thì mình đánh dấu, thì mình đánh dấu cái một cái chỗ nào nó trên bánh xe đó, thì hồi nãy cái chỗ đó nó nằm ở trên cao, rồi bây giờ nó đã xuống tới mặt đường, lát nó nhồi trở lên cao. Thì cái thứ mà lên xuống vậy, nó giống như sóng nước vậy đó, lên rồi xuống, thì cái đó không có kể, bởi vì nó lên rồi xuống. Cái người ta muốn nói đây là phải lên luôn, đi luôn, ra ngoài luôn, đi về phía trước luôn, không có thụt lùi nữa. Cái người ta muốn nói là cái đó đó, người ta mới đáng quý. Chỉ còn nó lên thì đã rảnh tụt xuống như vậy là thì cũng như không. Nó lên thì đã rảnh xuống như không. Cho nên ở đây đó, đây cái chỗ Upanayiko có nghĩa là cái con đường, cái đạo lộ mà đưa người ta lên trên, không để người ta rớt xuống nữa, đưa người ta về phía trước và vĩnh viễn không để người ta phải thụt lùi lần nữa, thì cái đó được gọi là Upanayiko. Rồi Pachatang Veditappo Vinyuhi, thì Pachata đây có nghĩa là tự mình, chính mình. Chữ Phật tí rồi cái chi nữa dấu nằm ở đầu à, rồi sao nữa là tự mình nè, chính mình. Cái chữ bát tí mà cộng với áp tá là bát chất tăng, có nghĩa là tình. Bát chất tăng vi đi tắp po, vi đi tắp po là phải được, cần được, hiểu biết, phải được nhận biết, phải được nhận biết. Nguyên nhu hí là bởi cái bậc hiền trí. Nếu mình dịch tới đến Việt Nam này, đây là cái đạo dành riêng. Chánh pháp là cái gì? Dành riêng cho bậc trí giả, chứ còn mà không có dùng trí, không có cái lòng sáng suốt thì không có thấy được. Bạch chất tăng nguyện tập tù có nghĩa là gì này? Có nghĩa là như ở đồng đồng đây mới nói thế này nè. Tha vi tô mi mắc go, cái con đường này đã được ta, cái pháp môn này đã được ta hành trì rồi. Áp thi gạch tăng thỏa lành, cái thánh quả này đã được ta đạt tới rồi. Sách chi ca tô nếu đô thô niết bàn này đã được ta thể nghiệm rồi. Cái này đó là cái tâm niệm của một bậc thánh, biết rõ như vậy đó, và chỉ có cái vị đó. Ở trong đây mới nói thế này nè, na hi upachayina bhavitina makkina, không thể nào có cái chuyện mình nhờ ông sư phụ ông tu, ông sư phụ ông thầy ông tu
mà sắp thi vi hà rồi cắt cái lê xà bởi hi dành tí mà phiền não học trò nó chấm dứt, cái chuyện này không có, cái chuyện này không thể có. Không thể có cái chuyện là nhờ ông thầy ông tu rồi cái học trò nó hết phiền não rồi, cái chuyện này lạ. Có là người này giải bên đây mà người kia hết ngứa thì cái gì nó không có. Không có chuyện mà quý vị bây giờ quý vị đang ngồi ở bên chỗ quý vị đó bị thò tay xuống quý vị gãi chân quý vị đây là bên đây cái tưởng tôi bị nhột, vậy nó không có, không có nha, vậy nó không có. Vậy đây cái gì bất chấp tăng quy tập phù quyền nhiều hí là cái chánh pháp này. Mà cái này nếu mà đọc phát qua đó thì thấy ở đúng rồi, chỉ dĩ nhiên chỉ bình thường, nhưng mà thật ra nó đáng để mình lưu ý rất là nhiều điểm. Có nghĩa là đừng có trông đợi quá nhiều ở sư phụ. Sư phụ của mình á, sư phụ chỉ là cái người mà hướng dẫn cho mình, một cái người trung gian đọc kinh sách rồi đi trao truyền lại cho mình. Chứ còn cái người mà hành trì phải là mình. Theo tôi biết thì có rất nhiều Phật tử họ cứ nghĩ rằng họ từng quy y với các vị tôn túc là đủ rồi, họ coi cái chuyện đó là chuyện rất là đáng hãnh diện, rất là đáng để mà khoe khoang. Nhưng mà riêng trong trường hợp này chúng ta thấy cái đó không có đúng. Dầu cho mình có quy y với ngài Tăng Bu Lu hay là ngài Ma Ha Si hay là ngài Hạ Chanh Cha, mình có quy y với vị nào đi nữa thì phải nhớ rằng cái chuyện mà mình quy y là chuyện của ngày xưa, và cái chuyện đó nó chỉ diễn ra có mấy phút thôi. Cái chuyện mà mình thọ giới quy y nó chỉ diễn ra có mấy phút thôi, mà cái chuyện quan trọng là chuyện tu học cả đời của mình ấy, là phải tự mình làm sao mà mình hôm nay khá hơn mình ngày hôm qua về giới, về niệm, về định, về tuệ, về văn, về kiến thức. Chứ còn không thể nào mà mình cứ sống hoài niệm tưởng tiếc về quá khứ hoặc là hài lòng với cái thành quả của người khác. Con của tôi nó học hành như là tôi thấy mãn nguyện, tôi hãnh diện lắm rồi. Theo tôi biết có nhiều người có suy nghĩ như vậy. Con tôi ba đứa bác sĩ vậy là thứ nhất rồi, tôi mãn nguyện rồi, tôi kệ, đời tôi dốt, đời tụi nó được học là tôi cũng mừng. Cái câu này nói nghe nó rất là hay, nó có gì lỗi lầm gì hết, nhưng mà nghiệm nghiệm nó thấy kỳ kỳ. Chuyện con mà nó giỏi thì kể đó chứ, nhưng mà con điều là nhiều lắm thì nó thiệt, nói ra nó phủ phàng chứ. Con mình cắn răng lo nó đi học, chứ nó học xong rồi cái phần mà con mà nó cho mình chỉ là bạc cắt của nó không, nó thiệt. Nó lo thì là vợ con chứ còn ba má nó cho bạc cắt không, nó cho cái số tiền lẻ của nó đó. Tự nghiệp lắm, tự nghiệp những cái bậc gọi là những cái đánh sinh thành không có thấy cái đó, mà nó đợi nó cũng là sự trả vay. Tức là ngày xưa đó, mẹ đã như vậy với ông ngoại, ba đã như vậy với ông nội, thì đến đời sau con nó y chang như vậy. Đến bây giờ mình đối với má y như ngày xưa má đối với bà ngoại, mình đối với ba y cũng y chang theo cái cách mà xưa ba đối với ông nội. Rồi sau này đó con của mình đối với mình như vậy, cứ như vậy đã đời này qua đời khác như vậy. Thật ra đó là hồn ai nấy giữ nha, thật ra là hồn ai nấy giữ, chứ không ai ăn mà người khác no gì đó. Cái đó được gọi là bát chánh tăng vi tập phù vì nhiều nhị là vậy đó. Ok, bây giờ giá này phải làm nữa xong. Tiếp theo là niệm tăng. Niệm tăng ở đây có nghĩa là mình niệm tưởng về cái ân đức của tăng. Chữ tăng ở đây tôi phải nói rõ nè, tăng ở đây là thánh nhân, tăng ở đây là tất cả thánh nhân từ sơ quả trở lên, bất luận tăng ni cư sĩ chư thiên hay nhân loại. Đó, chữ tăng ở đây phải nghĩa vậy đó nha. Chữ tăng ở đây mình hiểu là mấy vị sư là không có được. Tăng ở đây nó là thánh nhân trước hết là phải là thánh nhân, và không phân biệt nam phụ lão ấu, xuất gia hay là cư sĩ. Mà tại sao nó khó khăn như vậy, tại sao phải niệm, tại sao cái đối tượng tăng ở đây khó khăn như vậy? Lý do rất là đơn giản. Bởi vì nếu mình niệm tăng mà mình nghĩ tới phàm phu, mai này cái vị đó hoàn tục, mai này vị đó phạm giới, mai này vị đó từ trần, thì còn cái gì nữa? Trong khi đó niệm tăng, niệm thánh thì không. Thánh nhân không bao giờ có sự sụt lùi. Vì sự thủy thánh đó, dầu họ có chết đi nữa, họ có đi về cảnh giới khác thì họ vẫn tiếp tục là bậc thánh, chứ bao giờ biết bàn thì thôi.
nghe như vậy thôi. Còn phàm phu mình á, cái này nói ra nó hơi dễ sợ nhưng mà không thể không nói. Bây giờ chỉ cần một cái tai nạn nào đó mình bị khùng, chỉ nó đâu có khó. Một vị sư thuộc lòng tâm tạng, nghe, giới lực rất trong sạch, thiền định rất là tinh tấn, mà chỉ cần bị một cái tai nạn chấn thương nào đó, vị đó có thể chết thì khỏi nói rồi, nhưng mà vị đó có thể là bị thương tật, rồi cùng cùng cười cũng còn như người cũ nữa. Rồi vị đó hoàn toàn có thể bị người ta dụ kỹ về chính trị, về tôn giáo và thay đổi toàn bộ quan điểm tư tưởng. Phạm vô gì đó không có gì lạ. Và cuối cùng khóc liệt nhất, đó chính là tắt thở đi qua thế giới khác. Thì lúc đó là coi như là xong. Cái chuyện mà hôm nay mình là một pháp sư, mình là luận sư, giảng sư, cái gì sư gì đó à, thì lúc đó là xong hết, dẹp. Lúc đó không xài tới mấy nó nữa, nó qua kiếp khác rồi. Lúc thành là một cái người hoàn toàn khác. Nó chưa thành không có đúng, sẵn đây tôi nói đó luôn. Không, nó chưa thành là phải nói quen miệng. Chứ tham sân si thiện ác đời này nó tạo ra cái tâm đầu thai, cái tâm tái tục của cho đời sau. Chúng ta tâm tái tục, tục có nghĩa là tiếp nối, cái tâm tái tục cho đời sau nha. Và cái con người của kiếp sau nó hoàn toàn nó không phải là con người của kiếp này, nhưng nó được tạo ra bởi thiện ác của kiếp này. Để tôi nói cái chuyện nghe kiếp luôn, chứ không có cái chuyện là có một cái gì đó nó đi từ cái kiếp này qua kiếp khác. Cái chuyện nó giống như bên Bà La Môn mà nói rằng là cái tâm á, tâm mình á, mỗi người có cái linh hồn giống như con chim vậy đó. Còn cái thân xác này nó giống như cái lòng vậy đó, cái lòng chim. À, cái lòng này nó bị hư thì con chim nó bay qua cái lòng khác. Đó là Bà La Môn. Mà trong kinh, trong nguyên thủy Đức Phật ngày không có dạy như vậy. Mà ngài nói rằng cái thân trước nó tạo cái nhân sanh tử cho cái thân sau. Cái thân sau nó không phải là cái trước, nhưng mà nó là cái quả của cái trước. Nó đi ra từ cái trước mà nó không phải là cái trước. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, không hề có một cái gì mà nó đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. Làm ơn nhớ dùng cái đó nha. Nãy giờ nói giống như lạc đề, mà nó rất là quan trọng, nó rất là cần thiết. Chữ tăng đó là tôi định nghĩa chữ tăng cho bà con nghe. Chữ tăng đây là chứ thánh, là phải là thánh là chỗ đó. Chứ còn phàm nó thay đổi. Phàm thay đổi, một là họ không bị khùng, bị chết. Còn ba nó là tự họ nổi hứng lên, họ thay đổi. Thay đổi vì cái thấy của bà Phu, là cái thấy của trí văn, của trí tư nha. Cho nên cái thấy này có thể bị thử thách, có thể bị lung lay, có thể bị thay đổi, có thể bị biến tướng, biến dạng. Cái gì đó rất là bình thường, rất là bình thường. Trong kinh nói ngày hấp chỉ xa thì phức tích tinh thông và thuộc lòng. Tinh thông nghe là nghĩa lý đó, thuộc lòng là trên mặt chữ. Toàn bộ tạng thắng pháp nhân liên sạch, nhưng lòng không yên, cứ muốn hoàn tục. Và ngài đã hoàn tục rồi tu lại 7 lần, cuối cùng chính là hạn mới thôi. Dễ sợ chưa? Ngài hát tiếng xa đi Phật tác tinh thông nghĩa lý mà thuộc lòng luôn văn tự nguyên văn, thuộc lòng tinh thông nghĩa lý mà thuộc lòng nguyên văn có tặng nhiều pháp, tặng thắng pháp áp tham ma mà lòng không yên. À, rồi một người nữa đó là ngài Lê Đi. Ngài Lê Đi sao vậy? Đâu là bậc Á Thánh, mà nó là bậc Á Thánh của Phật giáo Myanmar cận đại, cũng nhiều lần muốn hoàn tục, nhưng các vị thầy đó, các vị thầy tiếp tại nên tìm mọi cách giữ lại. Đó. Tại sao tôi phải đem mấy chuyện này ra thì cho các vị thấy phàm phu là như vậy đó, thiên tài đó mà cuối cùng thì cũng chịu không nổi, đến cái lúc mà cái duyên nó muốn mãn là nó vậy đó. À, nó kỳ vậy đó, muốn mãn
Và đó, chính vì hiện tại có những suy nghĩ mà mình không hình dung được. Ví dụ như các vị đã thấy rằng là cư, nếu mà ví dụ như bây giờ là cư sĩ cũng tu được thì bắt kịp với là ông sư. Tới hồi tới cử, tới cái cơ nó lên nó nghĩ vậy đó. Nó nghĩ bây giờ tự nhiên bây giờ có một cái người đó họ thương mình quá. Mà tại sao mình sống quạnh hiu thế này rồi mình cực khổ thế này à, mà mình thương nhớ nữa. Tại sao mình không về mình ở, nhưng mà người ta đang gọi là chờ đợi mời gọi mình. Mình về mình ở người ta là hai đứa tắm tay nhau, dìu nhau trên đường giải thoát thì cũng được vậy. Mà cái chứng gì mà rừng sâu núi thẳm ở một mình một bóng thế này buồn quá. Đó là cơn lên nó nghĩ vậy đó. À, rồi nó nghĩ những chuyện động trời lắm, nó nghĩ ví dụ như là cái thời gian mà Bồ Tát mà làm cư sĩ nhiều gấp 800.000 tỷ cái thời gian Bồ Tát xuất gia, thời gian mà ngày từ lúc ngày Phật viên đang thọ ký cho đến lúc ngày làm Phật ấy, cái số lần ngày xuất gia đó hoàn toàn có thể đếm được. Nhưng mà cái số kiếp mà ngày làm cư sĩ đó thì phải nói là không biết bao nhiêu ngàn ngàn tỷ tỷ lần mà nó nhiều gấp nhiều lần, nó nhiều cho mà đôi khi bao nhiêu cái kiến thức ấy, mà khích lệ mình tu hành nó thì mình quên hết. Mình chỉ còn nhớ chỉ là làm sao mà cho nó thoải mái mình thôi. Rồi Suppatipanno đây có nghĩa là khéo hành trì cái con đường cái con đường mà Đức Phật đã dạy. Mà khéo hành trì là sao? Có nghĩa là khéo hành trì Suppatipanno ở đây ám chỉ sự thành tựu thánh giới và định kiến. Sẵn này cho mấy vị học luôn nghe. Này bữa nay tôi giảng cái đẹp rồi ngưng. Này giảng cái đẹp. Ở đời có năm sự mắc mát, tiếng Pali gọi là Vyasana. Một là sức khỏe có vấn đề, tài sản có vấn đề, tình cảm có vấn đề, tri kiến có vấn đề, đạo đức cá nhân có vấn đề. Thì mình thấy ở ngoài đời đó là người ta chỉ có nói đến ba cái thôi, tức là cái sức khỏe có vấn đề, cái tài sản có vấn đề, cái tình cảm quan hệ xã hội quan hệ gia đình nó có vấn đề. Nhưng mà riêng trong kinh Đức Phật kể lên hai cái nữa, đó là cái tri kiến của mình nó có vấn đề, cái đạo đức cá nhân tức là cái giới hạnh có vấn đề, thì như vậy cũng là một sự mất mát. Sẵn cái đời học luôn cái đó, cái đó quan trọng lắm. Có nghĩa là bây giờ mình cứ thấy kinh điển nhiều quá nhiều, mà bây giờ mình chỉ nhớ dùm nó gọn thôi. Thì ở đây mình nhớ đó là thay vì mình cứ ngồi nhớ cái này cái kia, pháp môn này pháp môn nọ cao siêu, mình nhớ hai cái thôi. Mình có thành tựu giới và thành tựu kiến. Kiến là cái tri kiến này. Những vị thầy Đức Phật có hai vị thích tử, một vị là Burana và Isi Ta. Một người thì trí tuệ mà dễ vui, dễ ngươi. Một người thì kém trí, nhưng mà giới lực thì trong sạch. Nghĩa là cả hai sau đó sinh thiên cùng một cõi. Thì Đức Phật á mới giải thích, Đức Phật mới giải thích lý do là trong phút cuối, trong phút cuối đời, người mà khuyết giới đó thì bổ sung tri kiến, và người khuyết kiến ấy, thì biết bổ sung bằng nhận thức
về bản thân mình. Rồi, phải nhớ cái chỗ này. Có nghĩa là Purana, chữ Purana, chữ Purana sao viết thành tiếng chỉ kỳ hả? Purana, chữ Purana. Có nghĩa là một người thì thôi rất là trong sạch, mặc đồ trắng, sống không vợ con. Nhưng mà Phật pháp thì hiểu không có nhiều. Còn một ông á thì tối ngày cái xe say xưa lè nhè mà có vợ có con, có vợ có con có tài sản mà cứ say xưa lè nhè. Nhưng mà ông này thì là Phật pháp ông rất là sâu, lạ vậy đó, rất là sâu. Thì khi mà hai ông này ông chết rồi đó thì Ngã Nan mới vào hỏi Phật: Bà Thế Tôn, con nghe hai cư sĩ đó mất rồi, không biết là bây giờ họ đi đâu. Thì Đức Phật nói là cảnh giới họ giống nhau, mà hiện giờ họ đều là hai vị Nhất Lai, đều là bậc Nhất Lai như nhau. Ở thì Ngã Nan mới thấy lạ, Bạch Thế Tôn, cái đời sống của hai người đó nó khác nhau nhiều quá mà. Đức Phật nói đúng. Một người đó thì thành tựu giới mà không có thành tựu kiến, một người thành tựu kiến mà một người làm nhưng mà không có thành tựu giới. Thì cái phút cuối đời đó họ biết bổ sung cái chỗ khiếm khuyết của mình. Lúc cuối đời biết bổ sung cái chỗ khiếm khuyết của mình. Những câu này mới đúng là con đánh giật chứ tôi đánh giật mẫu gì đâu. Rồi. Thì cái Suppatipanno là khéo hành trì đây, có nghĩa là sao? Có nghĩa là hành trì sao đó mà để cho mình được thành tựu giới và thành tựu kiến, không có để bị khiếm khuyết. Rồi, những cái sao y chang như vậy mẹ hiểu. Ô chú Patipanno Pakavato Savakasanko, chú chú ở đây có nghĩa là không có thiên lạc. Anh ta đoá giác mà nút, anh ta đoá giác mà nút, phải gần đó. Là định nghĩa cho chữ ô chú Patipanno hành trì con đường trung đạo không lệch lạc. Đó, phải nhớ đó nha. Âm tắc đoá giá mà nút đoá giá là hai bên. Âm tắc đoá giá là ngay chính giữa. Âm tắc đoá giá mà nút với gầm má là ngay chính giữa, không có bị lệch qua bên đây, không có lệch qua bên kia. Rồi là âm tắc đoá giá mà nút với gầm má. Cái chữ chú là thẳng, ngay chóc. Và cái cách hành trì như vậy đó, đó gọi là cách hành trì hợp. Hành trì là hành trì, cái hành trì đó gọi là nha và Patipanno. Ở đây tôi không có đánh được, không có đánh được cái chữ nhát nha. Là cách hành trì hợp lý cái cách sống theo hướng dẫn của trí tuệ. Được cái sám mi chí cũng vậy. Cái sám mi chí ở đây là thuận pháp, ba tí là thuận pháp, ý này là nó là đồng nghĩa ha, đồng nghĩa có gom hết lại, có nghĩa là những vị này đó thánh tăng là những người đang đi trên cái con đường mà chánh đạo. Thánh nhân thánh tăng là những vị đang đi trên đường chánh đạo và nhắm đến cái sự thành tựu giới và kiến, thành tựu giới và kiến. Cái bốn Suppatipanno rồi ú chú rồi nhà giá rồi sa mi chi, cái bốn cái nó đều đồng nghĩa như vậy đó. Đặc biệt cái chữ chú thì nó còn thêm nghĩa nữa, nó nghĩa là âm tạo đó giá mà nó phải gầm á, có nghĩa là không có đi ra ngoài hai cái này, không có đi là bị không bị lệch lạc, không có đi ra ngoài hai cái này nghe, thì được gọi là ú chú như vậy thôi. Rồi tiếp theo là giá đi đăng chất tà rí ú rí sẽ giúp gà nghĩ, tức là nếu mà kể thành cặp á thì đệ tử của Thế Tôn gồm có bốn cặp, tức là đạo quả kể chung á ha, kể quả kể chung á thì mình chỉ hãy kể bốn thôi, đó là vị Tu Đà Quần là một, vị Tư Đà Hàm là hai, A Na Hàm là ba và A La Hán là bốn. Và trước cái lúc mà Đức Phật viên tịch trong vài phút thôi thì một vị du sĩ ngoại đạo tên là Sư Phật Đà đã đến gặp Ngài, hỏi đạo Ngài. Thì Ngài có nói một câu rất là quan trọng. Ngài dạy rằng đó là hãy nhớ bốn chữ không này. Lúc đó Phật dạy ông hãy nhớ
bốn chữ không này. Lý không thứ nhất là gì? Các hành không trường cửu. Đoạn thứ hai nữa là gì? Trên trời không có dấu chân chim. Rồi cái gì nữa? Mình thấy tại sao mình ngày lại đem cái chuyện vô đây, ngày nói gì cái chuyện này? Tức là ngày đem một cái hình ảnh rất là đẹp, ngày nói nó giống như vậy đó. Nó giống như vậy đó, nó giống như là trên trời không thể có dấu chân chim. Thì ba cái không kia nó, tức là cái không thứ hai này nè, nó nhấn mạnh ba cái không kia. Có hiểu như vậy? Giống như cái câu này, nếu mình dịch thêm mình nói lại là giống như trên trời mà không thể nào, trên hư không không thể nào có dấu chân chim, thì người cũng ở vậy. Trên đời này có cái thứ nhất là các hành không trường cửu, cái thứ hai là không có thánh nhân ở chỗ thiếu bát chánh đạo, và chư Phật không bao giờ có sự bất an. Đây là bốn cái câu pháp cú. Để tôi tìm thì các vị cái câu cú đi. Cái đó là câu cú á, cái câu mấy thì không biết. Cái câu đó là câu 254. Câu pháp cú 254. Đó. Các vị phải làm sao mà được như vậy là tốt lắm ha. Có nghĩa là nhìn cái kinh này mà nhớ vào cái kinh khác như vậy đó. Cái này là bây giờ nó sướng chưa có computer ha, chứ là tìm rất là nhanh. Nhưng mà chỉ đầu tiên mình phải biết, mình mới đi tìm được chứ ha. Mình phải biết mới đi tìm được chứ. Còn mà như con vịt đực sao đi tìm. Đó thì cái này là bốn cái không đó. Hãy nói đến thánh nhân mình phải nhớ bài kinh này liền. Hãy nhớ là bốn cái không. À, nhớ là bốn cái không. Tại vì cái lý do là ông thầy này ông vô ông gặp Đức Phật, ông hỏi chứ con nghe nói mấy ông giáo chủ ông nào ông đắc này đắc kia có ai không. Thì Đức Phật nhìn thấy rằng không cần nói nhiều, ngài chỉ nói nhiều vậy, ngài nói trên đời hãy nhớ bốn cái câu này nè. Cái câu thứ nhất, như trên trời cũng có dấu chân chim, như ngoài ngõ Như Lai. Ngoài ngõ có nghĩa là cái chỗ mà không có bát chánh đạo, như ngoài ngõ Như Lai thì không có hiền thánh. Như là các pháp hành thì không thể nào mà có sự trường cửu, và riêng đối với các đấng Như Lai thì ngàn đời không bao giờ có sự bất an. Đấy, Natthi Buddha nó mình chỉ đặt, tức là không bao giờ có sự bất an ở chư Phật. Bất an đây nhiều nghĩa lắm. Bất an đây là không có bị phiền não đã đành, bất an đây có nghĩa là không có sự phân vân. Bây giờ biết mình phải nói gì đây ta? Bây giờ trong trường hợp này mình phải làm sao đây ta? Phiền não thì hết rồi, nhưng vẫn, nếu mà không phải là chánh đẳng giác thì vẫn còn có thể có trường hợp đó. Bây giờ trường hợp này mình phải làm gì đây? Trường hợp này mình phải nói gì đây? Trường hợp này mình phải cư xử làm sao đây? Chánh đẳng giác thì không. Chánh đẳng giác không bao giờ có cái chuyện đó. Chánh đẳng giác không bao giờ có cái chuyện mà bây giờ phải làm sao đây? Cho nên cái câu này là giống như trên trời không có dấu chân chim, cũng vậy vạn hữu không sao có sự trường cửu, cũng vậy ngoài ngõ Như Lai không bao giờ có, chỗ nào không có bát chánh đạo thì không có hiền thánh, và ở chư Phật không bao giờ có sự bất an. Thì đệ tử Thế Tôn nếu kể cái cặp đó thì gồm có bốn, đó là dự lưu hả, Nhất Lai, Bất Lai và La Hán. Còn nếu mà kể lẻ đó thì gồm có tám, tức là một đạo một quả, một đạo một quả thì bốn đạo bốn quả là tám. Ok, bây giờ thì tiếp theo là chữ gì? Niệm tăng nhé, niệm tăng rồi bây giờ xong rồi đái cúng dường. Tới chữ đái cúng dường là sao? Chúng ta biết ấy, mấy người không có tin trời đất thì thôi, nhưng mà mấy người họ có tin ấy, thì phải nói là họ luôn dành cho quỷ thần, cho các cái đấng mà cao vời ở đâu á, trên mây á, những cái sự trân trọng. Như thế nào thì Đức Phật gần đây Đức Phật dạy rằng là tất cả những cái sự tôn trọng lễ bái nhẹ kính lễ mà thiên hạ họ dành cho thần thánh mà như tôi vừa nói đó, tất cả những cái đó lẽ ra thì nên dành cho các cái bậc thánh nhân tốt hơn, bởi vì trăm năm bố thí cũng dường không bằng giây phục kính nhường thánh nhân là chỗ đó. Cho dù tất cả quỷ thần nhân thiên là ma vương phạm thiên đế thích thì không có ai khả kính cho bằng bậc thánh. Dĩ nhiên đế thích bây giờ thì ngon lành rồi, đức thích bây giờ là thánh rồi đúng, mà giả dụ như ngài còn phạm thì
cho dù Ngài là một vị đại đế trên thiên cung đi nữa thì Ngài cũng không có bằng một vị tu đầu quần mà cùi đu sức mẻ của người. Một cái người cùi đu sức mẻ của người mà họ là tu đầu quần, Ngài cũng đáng để cho mình cúng dường. Và cúng dường một con người như vậy đó, công đức nó lớn hơn là mình quỳ lạy Phạm Thiên Địa Thích. Phải nói như vậy, nó lớn hơn, lớn hơn là mình quỳ lạy Phạm Thiên Địa Thích. Mà thế gian này họ không có cái đó. Thà là đi miễu bà chú xứ, thà đi miễu bà chú xứ quỳ lại xì sụp. Chứ còn nhìn thấy mà mấy người Phật tử Khmer mà họ tôn trọng mấy ông sư trẻ, họ người ta khó chịu. Tôi biết mà, tôi biết người Việt Nam mình vậy đó. Thà lên lại một cái tượng bà chú xứ ở trên Châu Đốc, chứ còn thấy mấy ông người Phật tử lớn tuổi mà quỳ lại mấy ông sư trẻ là khó chịu. Tôi nói như vậy tuyệt đối không có nghĩa là tôi muốn cái chuyện đó. Tôi không muốn người ta hành lễ như vậy trước mặt tôi. Và bản thân tôi cũng rất là khó chịu khi mà thấy Phật tử hành lễ quá đáng đó với sư trong những cái chỗ không thích hợp. Ví dụ như tôi coi internet tôi thấy ở ngoài phi trường mà gì đâu mà quỳ lạy mà đường ngoài phi trường thì cái đó tôi hơi khó chịu. Bởi vì tôi nghĩ tôi sợ mấy người mà họ không có thích đó, họ phản cảm. Tôi không muốn gieo rắc cái sự phản cảm ở thiên hạ. Chỉ vậy thôi, đó là vì lòng tốt của tôi, chứ không phải là tôi chống cái chuyện mà người này tôn trọng người kia. Và thậm chí tôi còn thấy cái chuyện mà người này chào người kia bằng cái chắp tay tôi thích lắm, nó đẹp quá sức đẹp đi. Đẹp lắm. Thì tôi nhắc lại đó là mai là mấy ông sư là phàm tăng, nhưng mà ít ra đó mình thấy là cũng còn có ý. Nếu mà những vị mình đang ngồi, những vị mà tu hành có lý tưởng, tôi phải thêm là có lý tưởng nha, không phải là giá áo túi cơm á, nhưng có lý tưởng thì họ cũng đáng kính hơn là một tượng bà chủ sứ. Mặc dù là bà linh hiển thì cũng cần biết, nhưng mà bà là cái người xuất gia thì mai là như vậy. Nói chi là bậc thánh thì là cái Đức Phật nói là ai hôm nay vô là thánh nhân là đáng được nhận cái đó đó. Rồi bà hôm nay vô có nghĩa là sao? Bà hôm nay vô có nghĩa là cái quà tặng, ví dụ như là bạn tặng nhau, bạn bè tặng nhau, rồi thân quyến tặng nhau, cấp dưới tặng cấp trên, vân 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 vân. Thì thứ nhất thì nói gọn gọn là a hu nay vô là đáng nhận đồ cúng, ba hu nay vô là đáng nhận quà tặng, đắc ki nay vô là đáng nhận trai đàn được tổ chức với chánh tín. Cái đắc ki nay vô nghĩa là gì đó? Ở bên Ấn Độ thì có, nhưng mà Việt Nam mình thì không có chủ này. Ở Việt Nam mình không có cái gọi là cái đắc ki nay, cái đắc ki nay đa nó Việt Nam mình không biết. Ở Ấn Độ đó lâu lâu như vậy đó, những người nghèo mà có tiền ấy, họ hay mời những cái vị tu sĩ mà họ cho là đạo cao đức trọng về để mà cúng dường. Không có quen biết gì hết, tôi nói rõ nha, không có cần quen biết gì hết. Họ chỉ cần họ qua tìm hiểu thôi, họ qua tìm hiểu họ biết được ông nội đó vậy đó. Họ qua tìm hiểu, họ có tiền mà. Thứ hai là cũng không cần một cái nhân viên mà hôn quan tang tế lễ lạc đặc biệt, làm từng cúng thất mở cửa mã đám cưới họ không cần. Mà lâu lâu họ chỉ vì cầu công đức, thỉnh thoảng vì cầu công đức mà họ rước các cái bậc tựa là đạo cao đức trọng về để mà họ gọi là cúng dường. Thì cái đó gọi là đắc khi na đa ná. Đến khi Đức Phật ra đời đó thì cái đắc khi na đa ná này cái nghĩa nó ghê hơn, nghĩa là chỉ cho một trong 14 cái tế đàn. Cái vị vào ở trong Tu Mụ Kinh ấy đọc thêm cái bài là cúng dường phân biệt kinh trung bộ, xem thêm 14 cái thí đàn trong đó. Ví dụ như thí đàn đó nghĩa là cúng dường cho chư tăng mà có Đức Phật chứng minh, rồi cúng dường cho chư tăng mà không có Phật chứng minh, cúng dường cho lưỡng phái tăng ni rồi có Phật chứng minh, rồi không có Phật chứng minh, rồi cúng dường cho cá nhân là Đức Phật, cúng dường cho cá nhân là độc giác, rồi cúng dường cho cá nhân là một vị A-la-hán, cúng dường cho cá nhân là một vị A-na-hàm, Tứ Đà Hàm và Tu Đà Hoàn, rồi cúng dường cho cá nhân là một người đắc phàm phu đắc thiền, cúng dường cho cá nhân là một phàm phu không đắc thiền, cúng dường cho cá nhân là một phàm phu có giới, cúng dường cá nhân cho một phàm phu không có giới.
Rồi cúng dường cá nhân là cho một cái loài bàn xanh nào đó là súc sanh, thú vật như con chó, con chim, con cò, con rắn gì đó, thì cái trường hợp đó được gọi là cũng là một cái thí đàn nha. Không biết biết coi ai còn nghe không, nói rồi đã là bây giờ nói rồi đã gì hết nghe rồi. Ok vậy đó, biết cái gì đó. Thì cái Dakshina Dana ni nè, ở người Ấn Độ thì có, người Việt Nam mình thì không. Việt Nam mình chỉ tre tăng khi nào mà có đám ma, đám dỗ gì, cầu an gì đó. Chỉ còn mình không có, thỉnh thoảng mình không có quẩn quẩn mà rước về làm phước để cầu phước thì không có. Mà bên Ấn Độ thì có. Thì như vậy thì thánh nhân là gì? Thánh nhân là cái vị đáng nhận những cái đồ gọi là thay mình, đồ cúng thần, cúng quỷ thần đó. Cái những cái đó vị sa môn không có nên dùng. Nhưng mà ở đây người ta nói đáng này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thay vì cúng quỷ thần thì nên đem lại cúng cho mấy cha này tốt hơn, ý nó như vậy. Chứ còn hàng xuất gia đó, nếu mà cư sĩ mà thánh thì tôi không nói, nhưng mà tôi nói hàng xuất gia đó, là dầu phàm cũng không nên ăn cái đồ cúng quỷ thần. Cái đó là nhớ dùm nó nha, cái chỗ này nhớ kỹ chỗ này. Chứ cái chữ này nó không có nghĩa là thánh nhân là đáng nhận ba cái đồ mà ở miếu hoang mã lạng mồ hoang đó là không đúng, là không đúng. Mà có nghĩa cái câu này có nghĩa là thay vì mấy cha đi cúng quỷ thần thì hãy đi cúng cái bậc hiền thánh vậy đó. Và thứ hai là quà tặng, thì phải nói là trên đời này không có ai mà đáng nhận những quà tặng bằng các bậc thánh. Bởi vì sao? Là bởi vì rõ ràng thì câu này phải ghi này: kẻ nào không có lòng mong nhận thì mới đáng nhận. Cái câu này nghe rất là kỳ nhưng mà sự thật nó là như vậy. Kẻ nào không có lòng mong nhận thì mới đáng nhận. Còn mà mình cho mà nó cứ tung trước mà nó cứ nhào vô con mắt nó láo liên, mà nó quét qua quét lại, mà nó chờ đợi thì cái nó phước không có. Nhưng không có nhiều, cũng có mà không có nhiều. Mà cái mà họ thật sự là họ không màng đó, thật sự là họ không thèm đó, thì cái đó mới đúng. Là kẻ nào không có lòng mong nhận thì mới đáng nhận là như vậy đó. Mà trong đạo mà có nhiều cái chuyện thì cục lắm, mà tôi có một pháp mình diễn lạ lắm. Cái kẻ mà không thèm nhận thì mình nên kiếm cái kẻ đó mình cúng. Ví dụ thứ hai là cái kẻ nào mà cái lòng mà nó càng muốn buông ra dữ dội gì nào thì mọi sự nó cứ đổ về kẻ đó. Cái lòng mà bố thí càng rộng gì nào đó thì cái sản vật ở đời này nó cứ dồn, nó đổ lên người đó. Còn cái kẻ nào mà có lòng mà ki bo mà tôm góp cho nhiều mà bỏng sẹn thì cuối cùng nó cứ đội nón nó ra đi, nó bỏ lại, nó bỏ họ lại. Lạ vậy đó, cái đạo mà nó như cái gì cục vậy. Thứ nhất là càng bỏ ra chừng nào thì nó sẽ đi về với mình nhiều gì đó. Đó là cái chuyện mà kỳ cục thứ nhất. Cái kỳ cục thứ hai là cái công đức nó sẽ lớn hơn nữa khi mà mình cúng dường cho cái kẻ nào mà họ chẳng thèm nhận, họ chẳng màng. Nhưng mà cái chẳng màng đây không phải là chê nha, mà chẳng màng đây là không có thấy thích và hiểu vì sao mình không thích. Chứ chẳng màng đây không phải là vì họ chê. Ví dụ như quý vị đưa cho tôi cụ xà bông mà tôi thấy cái mùi không có đã lắm thì tôi không có lấy. Cái đó không phải là tôi đáng cúng dường, mà tại vì tôi chê, tôi thấy cái mùi đó tôi không có thích nha. Phải phân biệt cái đó. Còn giống như hồi nãy nói là xứng đáng nhận cái đồ cúng quỷ thần, ở đây không có nghĩa là mình đi vô trong miễu mình lấy cái đồ mình cúng cho mấy vị, không phải. Mà xứng đáng thay thế quỷ thần, cái câu đó nghĩa là xứng đáng thay thế cho quỷ thần. Rồi cái cuối cùng đó là Anuttarang Punyak Punyak Khetang Lokasa Punyak. Ở đây khỏi ra viết mệt. Cái cuối cùng là phước điền. Ừ rồi cái quên còn cái Anjali Karani á. Anjali là cái chắp tay. Anjali ka arani ya, hoặc là có chỗ là nay ya, cái nào cũng đúng hết nha. Đáng được chắp tay. Cái này không cần giải thích, đi chay mấy chay vậy đó, đi chay nó nghĩa là xứng đáng để được người khác là chắp tay. Xứng đáng. Rồi cái cuối cùng là cái phước điền. Thì phải nói rằng trong đây giải thích đó là tại sao cho tăng chúng gọi là phước điền, là bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất là cái số lượng đông, trong khi cá nhân giàu vĩ đại mấy cũng chỉ là một hay ít. Trong khi tăng á, đã nói là tăng thì không, vì số lượng lúc nãy mới đông rồi. Thứ hai, chính vì đông nên ở đâu và lúc nào cũng
có thể gặp. Thứ ba, khi lòng hướng đến tập thể thì mọi sự mênh mang hơn, lòng không gò bó, lòng không gò bó, không gò bó đối buộc, và công đức cũng không hạn chế. À, nó độc đáo vậy đó, nên được gọi là phước điền. À, ở đâu cũng gặp hết, 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 số lượng đông mà. Và cái điều này mới đặc biệt này, chư Phật á thì khó gặp, nên ta chỉ còn cơ hội gặp gỡ thình vật. À, trong đây trong tâm thanh tịnh đạo giải thích như vậy đó, trong tinh thần tâm đạo giải thích như vậy, thanh tịnh đạo là trong đây đang có giải thích như này, là đây là những cái vị mà có mặt trong cái thời điểm quốc thanh ta, tức là khoảng giữa các đức Phật. Đó, khoảng giữa các đức Phật có nghĩa là cái duy nhất từ đức Phật ca diếp cho Phật Thích Ca mình ha, trợ giúp, trợ giúp rồi từ cái Phật ca diếp á, thì ngày khi ngày sống đó, lúc mà nó thì ngày niết bàn, thì từ sau khi ngày niết bàn rồi đó cái đến lúc chấm hết của ngày hết đó, thì chỉ còn là cái chân tăng thôi. À, chỉ còn cái chân tăng. Thì sau này khi mình Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì chư thiên không có gặp, chư thiên nhân loại gặp Đức Phật. Nhưng mà khi mà Đức Phật mà ngày đã tỉnh rồi thì cái người mà họ nhân thiên còn nhìn thấy cũng chỉ là chư tăng thôi. Cho nên chư tăng là những vị mà mình chỉ có thể gặp, mà là mình cần phải gặp trong thời gian khoảng giữa các Đức Phật là như vậy đó. Tức là giống như là trung gian, là tiêu biểu vậy đó. Ok, đó là lý do được gọi là phước điền. Thôi đủ rồi, bây giờ tôi ngay đây hẹn gặp lại các vị vào ngày thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức thứ năm. Dạ, xin đánh lại chư Tôn Đức